Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Tôi nói, "Lan Nhi, cửa mở ra." Mẹ xuất hiện trước mặt tôi, cả đầu bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, lưng cũng đã gù đi rất nhiều, vẫn may mắt bà vẫn còn sáng trong. Cha mẹ tôi đã làm lụng vất vả ở nông thôn hơn nửa đời người, dù cho có tiên dược linh thảo bồi bổ cũng không thể có thân thể mạnh khỏe như người trong thành phố, lúc trẻ chịu khổ quá nhiều, rất nhiều thương tổn đều không thể chữa trị được nữa. Mẹ khom khom người, nhìn tôi từ trên xuống dưới, muốn gọi tên tôi nhưng mới mở miệng nước mắt trong veo đã rơi xuống rồi. Vợ à, ai đến vậy? Cha tôi vịn cửa phòng ngủ, nhìn ra cửa giò xét. Cả đời này cha tôi chịu khổ quá nhiều, ông vốn là người có tính tình thật thà, trong thôn ai có chuyện đều gọi ông đến giúp, trời sinh mệnh đã khổ. Khi còn trẻ, cha mẹ tôi trồng mười mấy mẫu đất, đoạn thời gian khi đến mùa thu hoạch, cả ngày chẳng ai về nhà. Trong nhà lại không có ai chăm sóc con nhỏ, cha tôi liền đào một hố đất hình tròn phía sau nhà rồi thả hai anh em chúng tôi vào đó để tùy tiện bò chơi sức khỏe cha tôi hiện tại rõ ràng còn không bằng mẹ tôi, ông khập khiếng cất bước nặng nề đi đến cửa, tôi nhìn chăm chú vào mỗi một động tác của ông, cảm nhận mỗi một nhịp đập bên trong trái tim ông, sau đó trái tim tôi dần dần nhói đau. Bất chi bất giác, cha mẹ đã già đến như vậy. Sau khi vào phòng, mẹ chỉ vào Thùy Họa nói, mẹ nhận ra cô ấy, cô ấy là Hoàng Hà Nương Nương. Không ngờ đến, xa cách nhiều năm như vậy, khí tức thần niệm của Thùy Họa đã thay đổi, còn đội đầu lạp và màn xa nữa vậy mà mẹ tôi vẫn có thể nhận ra. Mẹ, sao mẹ biết được cô ấy là Thùy Hỏa vậy? Tôi hỏi, mẹ tôi lau đi nước mắt nói, con dâu của tạ gia, người làm mẹ chồng này đương nhiên có thể nhận ra. Con dâu lại đây, để mẹ nhìn kỹ con nào. Thùy Hỏa có hơi do dự, nhìn tôi một cái, tôi gật gật đầu với cô ấy. Cô ấy mới đi đến trước sofa với mẹ tôi, gỡ đầu lạp và màn xa xuống, ngồi trồm hổm trên mặt đất nhìn mẹ tôi. Điều khiến tôi kinh ngạc là, dùng nhàn kinh hãi thế thục này của Thùy Hỏa vậy mà không khiến mẹ tôi kinh ngạc đến ba tôi cũng không hề thay đổi sắc mặt. Ngay lúc tôi cảm thấy hoang mang thì tôi nhìn thấy phía dưới chính phòng bày một điện thờ, thờ một bức tranh. Trong tranh vẽ một nam một nữ, người mặc đạo bào màu đen dắt thanh kiếm vô danh bên hông là tôi, người mặt một bộ khải giáp bằng xương trắng trong tay cầm đao chân yêu là Thùy Họa. Có thể nhìn ra, trên bức tranh này vẽ là Thùy Họa sau trận chiến âm sơn, bởi vì bộ dáng trên bức tranh chính là cô ấy sau khi trở thành tử thần. Phía trước bức tranh là một bài vị ghi mà đạo tổ sư Tạ Lan, tướng phá quân của ma đạo lâm thùy họa. Cha, bức họa này ở đâu ra vậy? Tôi hỏi, tạ ẩn vẽ đó, tạ ẩn, tôi nhất thời kinh ngạc, chính là tiểu anh Linh nuôi trong nhà từ nhỏ. Cha tôi nói, ồ, vậy hiện tại nó đâu rồi? Tôi lại hỏi, đã rời đi được 3 năm rồi, không biết đi đâu. Chỉ là trước khi đi đã vẽ hai bức tranh, một bức ở nhà chúng ta, một bức ở nhà anh chị con. chương 656, ân phụ mẫu 2 trong lúc đang nói chuyện với cha tôi thì anh chị dâu cũng đến còn có cháu trai tạ ngọc của tôi đứa bé năm xưa cũng đã trưởng thành rồi khí khái bừng bừng so với hai anh em tôi năm đó đẹp trai hơn nhiều trong tay mỗi người đều cầm theo một chiếc hộp bên trong để đầy đồ ăn và bánh ngọt đêm nay là đêm trung thu chị dâu đã nấu sẵn đồ ăn rồi đem đến nhà cha mẹ tôi cùng nhau ăn cơm đoàn viên hai anh em gặp mặt yên lặng mà ôm nhau Tôi vẫn có bộ dáng trước kia, nhưng anh tôi thì đã đến độ tuổi trung niên mập lên, nói là anh em nhưng nhìn thì lại như cha con. Bởi vì cúng bái bức tranh mà Tạ ẩn vẽ nên anh và chị dâu nhìn thấy dung nhan tử thần của Thùy Hỏa cũng không hề kinh ngạc. Cháu trai tạ ngọc của tôi nhìn Thùy Hỏa, thần sắc có chút kích động. Tạ ngọc, còn không mau gọi thầm thầm, ngơ ra làm cái gì đấy. Chị dâu tôi nói, đệ tử ma đạo tạ ngọc, bái kiến lâm tướng quân. Tạ ngọc trịnh trọng hành lễ vãn bối nói. Chẳng ai ngờ nó sẽ nói như vậy, Thùy Hỏa cũng hơi bất ngờ, không biết nên đáp lại nó thế nào. Trong lúc chúng tôi đang ngây ra thì Tạ Ngọc lại đi đến trước mặt tôi, thân sắc trịnh trọng nói, đệ tử ma đạo Tạ Ngọc, bái kiến đạo tổ. Ai thu nhận con vào ma đạo? Tôi hỏi, ma đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng. Tạ Uẩn nói, chỉ cần ghi nhớ câu này không lúc nào quên liền xem như là đệ tử ma đạo. Tạ Ngọc vô cùng nghiêm túc nói, câu này không thể tùy tiện nói, con có biết sức nặng của nó không? Ừm, um, con đương nhiên biết trận chiến giã tiên trận chiến âm sơn trận chiến núi tiểu bạch tất cả các trận chiến của ma đạo con đều biết con còn biết đệ tử ma đạo cho dù chết trận cũng sẽ không bị tận diệt hoàn toàn ý chí anh linh của họ sẽ được đạo tổ thu vào bên trong cờ chiêu hồn ai nói cho con biết tạ uẩn vậy hiện tại nó đi đâu rồi tôi lại hỏi khoa linh dị ba năm trước cậu ấy nhận được lời mời của khoa linh dị gia nhập khoa linh dị tạ ngọc nói ra một đáp án mà tôi không nghĩ đến người nhà đoàn tụ nâng ly chúc mừng sau khi hỏi thăm ý định của tôi biết được tôi tạm thời sẽ không rời đi cha mẹ càng vui hơn tâm trạng tốt lên nhiều nói trong nhà vẫn luôn trừa một gian phòng cho tôi chăn gối đều là mới cách mấy ngày sẽ mang ra phơi nắng sức khỏe của cha mẹ không có vấn đề chỉ là thọ nguyên của họ đã đến cực hạn đây là chuyện không thể nào thay đổi được dù sao cũng đã lớn tuổi rồi ngồi nói chuyện với chúng tôi một lát cha tôi liền buồn ngủ lúc ngủ đầu gục xuống ngáy to mẹ dìu ông ấy vào phòng sau đó ra ngồi nói chuyện với Thùy Họa. Trông thấy mẹ tôi cứ đôi lúc lại nhìn vào ngọn lửa trong mắt cô ấy, Thùy Họa liền nắm lấy tay mẹ áp vào má cô ấy, để mẹ tôi cảm nhận được ngọn lửa đó không hề có độ ấm. Mẹ tôi cười ha ha, nói, "Mẹ trước đó còn lo, nó có làm con bỏng không đó, thì ra ngọn lửa này không nóng mà lại lạnh." Nghe mẹ nói vậy, chị dâu tôi cũng đi lên, cảm nhận nhiệt độ của ngọn lửa xanh lam trong mắt Thùy Họa. Tử thần lạnh lùng trầm tĩnh, chưa từng thân cận với người khác đến vậy nhưng tôi lại không thấy chút khó chịu nào trên mặt Thùy Hòa, có thì chỉ là ôn nhu, hiền hòa. Giống như lời cô ấy nói vậy, cho dù cô ấy có thân phận gì, thì sẽ luôn luôn nhớ kỹ cô ấy vẫn là con dâu tạ ra. Người nhà gặp lại có chuyện nói mãi không hết, chúng tôi không nỡ để mẹ mệt mỏi, cùng nhau dục bà ấy mau mau đi nghỉ ngơi. Sau đó, tôi cùng anh trai trò chuyện về cuộc sống đang thay đổi, bàn về đủ loại biến cố xảy ra sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc. Sự kiện linh dị xuất hiện tầng tầng lớp lớp, hương khói ở nhân gian càng ngày càng nồng đậm, trên mạng và ngoài đời cũng không còn cấm kỵ thuyết quỷ thần nữa. Không chỉ anh tôi chú ý đến những thứ này mà Tạ Ngọc còn hiểu nhiều hơn cha nó. Đến việc hiện tại hai đạo nhân, tiên đang chiến ở đâu nó cũng biết được một hai, còn về nguồn gốc của tin tức, không ngoài dự đoán, toàn bộ đều do Tạ Uẩn nói cho nó. Tạ Uẩn tuy rằng đã rời đi ba năm, nhưng vẫn luôn giữ liên hệ cố định với cháu trai tôi. Thằng nhóc này không giống cha nó, năm đó tôi hỏi anh trai tôi có muốn học đạo tu hành hay không, anh tôi nói chỉ muốn làm một người bình thường tạ ngọc thì lại quyết tâm muốn làm đệ tử của ma đạo tôi từ lúc gặp mặt đến giờ một tiếng chú cũng không chịu gọi mở miệng khép miệng đều là đạo tổ khiến tôi vô cùng cạn lời nói đến khuya thì anh chị dâu dẫn tạ ngọc rời đi hẹn ngày mai gặp lại tôi và thùy họa đóng cửa nhà lại quay vào căn phòng mà cha mẹ vẫn luôn giữ cho chúng tôi thùy họa lưu loát trải chăn gối ra đợi cô ấy sắp xếp xong tôi từ phía sau ôm lấy cơ thể mềm mại của cô ấy Cô ấy không trốn tránh như lúc trước, mà chủ động cởi áo cho tôi. Vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng sự dịu dàng cũng còn đó không mất đi. Chương 657, bí mật kỳ lân 1. Tin tức ma đạo tổ sư nhập thế, đầu tiên lan truyền rộng rãi trong nội bộ đệ tử Nhân Đạo, tiếp đó đã nhanh chóng được người người bàn luận xôn xao từ trung tâm huyện Hà Khúc đến khắp đại địa Cửu Châu. Không rõ vì đạo môn biết tôi đang ở Hà Khúc, người âm trong thiên hạ, thậm chí tất cả âm linh tai họa chỉ cần phàm là dị loại đã khai mở linh thức đều biết tôi đang có mặt ở đây. Chỉ trong một đêm mấy đạo quán của nhân đạo đã rời khỏi khu vực Hà Khúc, tất cả tượng thần đều được rời đi, không một thần vị của chư thần nào đồng ý lưu lại cả. Ngay đến âm linh tai hỏa cũng hốt hoảng ba chân bốn tẳng mà chạy, trong một đêm ngắn ngủi huyện Hà Khúc dường như đã quay trở lại thời đại mạt Pháp Thái Bình Thịnh Thế. Đáng tiếc thay, có những thứ phải đợi đến khi mất đi mới thấu hiểu giá trị đáng quý của nó. Tín ngưỡng vốn dĩ là con dao hai lưỡi, khi bạn kính trọng một vật thiêng liêng nào đó thứ ấy nhất định mang lại nỗi khiếp sợ khó quên tận sâu trong tâm hồn bạn chỉ khi thời đại mạt pháp còn tiếp diễn thần minh mới không thể kiêu ngạo đắc ý trêu đùa chúng sinh dị loại cũng không dám ngang ngược tác oai tác quái tại nhân gian mạnh thắng yếu thua giữa các loài sinh vật là cuộc chiến sinh tồn khốc liệt trong tự nhiên bất luận tranh chấp ra sao đều nằm trong thế cân bằng mong manh mà việc thần minh hay dị loại hạ giá đến đây đã đi ngược lại đạo tự nhiên phá hoại sự cân bằng của chúng sinh Ba ngàn năm nay ma đạo không xuất thế thực chất là đang đợi thời đại mạt pháp kết thúc, bởi vì thời đại mạt pháp thật ra chính là thời đại bình đẳng nhất của chúng sinh. Ngày thứ hai, tôi tản bộ cùng Thùy Họa. Từ khi trở thành ma đạo tổ sư, tôi dường như đã cắt đứt toàn bộ các mối liên lạc với nhân gian. Mục đích nhập thế lần này là vì xem xét nhân tình thế thái, vừa hay có cơ hội thành thơi tận hưởng không khí trong lành một thời gian. Thần điện Trương Thiên Sư ở cổng làng đã rời đi, chỉ còn mấy kẻ không rõ danh tính lởn vởn ở đâu đó để nghe ngóng tình hình sau khi nhờ anh trai và chị dâu tôi mua vài bộ quần áo tôi và thùy hỏa thay đồ rồi đi ra ngoài tôi mặc một chiếc áo nỉ màu đen phối với quần thun thể thao đen áo nỉ còn có mũ bao trùm nửa khuôn mặt đồ của thùy hỏa và tôi là đồ đôi ngoại trừ mũ trùm ra còn mang một chiếc kính dâm che đi hỏa diệm màu xanh trong mắt cô ấy nhìn thấy cách ăn mặc của hai chúng tôi ánh mắt chị dâu tràn ngập sự ngưỡng mộ sùng bái thật ngưỡng mộ mấy người tu hành như các em giữ mãi tuổi thanh xuân vĩnh viễn cũng không bao giờ già đi anh nhìn tạ lan trẻ trung ra sao kìa rồi xem lại anh y chang một lão già tóc bạc phơ vậy đó chị dâu tôi nói anh trai tôi cười trừ cũng không phản bác ngược lại em thì rất ngưỡng mộ anh chị thùy họa nói em dâu tại sao lại ngưỡng mộ anh chị làm gì chứ chị và anh trai có thể sớm tối bên nhau cơm no gạo ấm sống yên ổn cả một đời còn em và tạ lan lại không làm được như thế chiến sự ma đạo không dứt tương lai sắp tới sẽ còn có trận chiến tàn khốc đang chờ đợi chúng tôi phía trước sinh tử trên xa trường chỉ nằm trong một khoảnh khắc chấp nhoáng, bất thình lình đều sẽ có người không từ mà biệt. Thùy họa phụ trách dẫn dắt tam quân, tôi gánh vác cờ chiêu hồn ma đạo, hai ngọn núi lớn đè nặng trong tim không hề liên quan gì đến chuyện tình cảm. Nếu không phải như thế, tôi và cô ấy cũng sẽ không chia cắt suốt 10 năm mới nếm trải niềm vui ân ái của đôi vợ chồng. Nói là vợ chồng, nhưng chỉ có thể làm chiến hữu suốt 10 năm. Thật sự khó nói rõ là tôi đã phụ cô ấy, hay là cô ấy đã phụ tôi trên phố người qua kẻ lại đông đúc náo nhiệt nhìn có vẻ giống hệt với trước đây tuy nhiên tiệm nổi tiếng và tấp nập người mua nhất lại là tiệm nhang đèn còn là do người trong đạo môn kinh doanh người bày hàng đoán mệnh xem phong thủy mua nhang đèn khá đông việc buôn bán của người âm đa dạng đầy đủ mọi loại mẫu mã trước đây họ hàng ngày đều nơm nớp lo sợ trốn tránh ở trốn nhân gian nhưng bây giờ đã đường đường chính chính đứng ở ngoài sáng rồi đi đến ngõ hẻm tôi nhìn thấy một đạo sĩ lôi thôi lách thích uống say khướt nửa tỉnh nửa mê nằm gục trên nền đất, đôi lúc còn bất chợt hét toáng lên một câu chửi thề ẩm ý khiến người bên ngoài ai cũng nghe thấy, ma y thần tướng, thiết khẩu trực đoạn. Trên vách tường đằng sau lưng ông ta còn viết hai câu đối, đoán thiên đoán địa đoán sinh tử, dáng quỷ dáng yêu dáng thần minh. Ai ai cũng cho rằng đây là một đạo sĩ điên, không kẻ nào thèm quan tâm đến ông ta, thỉnh thoảng còn có người khạc nhổ nước bọt vào ông ta rồi mắng một câu, bất kính với thần linh, thiên lôi sẽ đánh chết ông đó. Tôi nhìn thấy mà lắc đầu chán nản, chuẩn bị dẫn thủy hỏa đi chỗ khác, ai ngờ đạo sĩ điên kia sau khi nhìn thấy chúng tôi bất ngờ nhảy vồ ra, dọa người đi đường sợ tái mặt một phen. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vị thí chủ này, muốn đoán mệnh sao? Không cần đâu, tôi nói, ê, đáng tiếc rồi. Đạo sĩ điên đó thở dài một tiếng nói, đây là thủ đoạn thường dùng của đám đạo sĩ giang hồ, than thở một tiếng đáng tiếc, dẫn dụ tính hiếu kỳ của người khác, sau đó nói nhăng nói cuội một hồi, lừa gạt tiền của họ. Tôi không thèm quan tâm, nhưng tùy họ lại mở miệng hỏi đáng tiếc cái gì người có ba kiếp kiếp trước kiếp này và kiếp sau phân biệt tương ứng với quá khứ hiện tại và tương lai nhưng tôi chỉ nhìn thấy kiếp này trên người của vị thí chủ đây vì thế mới muốn giúp cậu ta bói một quẻ đoán mệnh vấn đề là vị thí chủ này không đồng ý đạo sĩ điên kia nói lời của đạo sĩ điên ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của tôi ngày ấy tôi đến đá tam sinh xem tiền kiếp và hiện tại nhưng không nhìn thấy thứ gì hết những chuyện liên quan đến kiếp trước của tôi chỉ như một đám mây mù lơ lửng Cửu U Nữ Đế còn nói, thân thế của tôi cũng giống hệt với ma đạo tổ sư lúc trước không cách nào thăm dò được. Bây giờ một đạo sĩ điên không rõ lai lịch, lại nói ra những lời gần như tương tự những gì mà Cửu U Nữ Đế từng nhắc tới, làm sao mà tôi bình tĩnh được. Chương 658, Bí mật kỳ lân 2. Đương nhiên, tôi không tin với bản lĩnh tầm thường của ông ta sẽ lợi hại như Cửu U Nữ Đế người phụ trách quản lý lục đạo luân hồi, chỉ muốn tìm hiểu rốt cuộc ông ta đang lấp lửng ý đồ gì ở đây dám hỏi pháp hiệu của đạo trưởng tôi hỏi đạo sĩ điên kia cau mày tỏ vẻ trầm ngâm nửa ngày sau mới lắc lắc đầu nói thời đại trôi qua quá lâu không nhớ rõ nữa vừa nhắc tới thời đại tôi mới chú ý đạo bào mà đạo sĩ điên này mặc trên người vốn tưởng rằng ông ta mặc một bộ áo tang tỉ mỉ quan sát mới nhận ra bộ trên người ông ta mặc là đạo bào chín lớp chín lớp áo đạo bào mỏng như cánh ve kết hợp lại cũng không được dày dặn như áo đơn mà quan sát kỹ phong cách thiết kế thì bộ đạo bào này của ông ta chắc hẳn đến từ thời Tống, chính xác mà nói đây ắt phải là trang phục của phương sĩ. Thấy tôi nhìn chằm chằm ông ta từ trên xuống dưới, đạo sĩ điên kia cười mỉa mai nói, nếu cậu chịu để tôi đoán mệnh cho, tôi không chỉ không lấy tiền, mà còn nói cho cậu một bí mật to lớn. Bí mật gì cơ, tôi hỏi, là bí mật liên quan đến Thủy Kỳ Lân. Ba chữ Thủy Kỳ Lân vừa thốt ra, cả tôi và Thủy Họa đều hoang mang hốt hoảng. Tổ Long Nguyên Phượng Thủy Kỳ Lân, sở hữu công lực ngoại tại khai thiên lập địa. Hiện giờ Ma đạo đã có được Tổ Long và Nguyên Phượng, giả sử nếu như Thủy Kỳ Lân cũng gia nhập, công lực ngoại tại kết hợp cùng nội tại mệnh bàn sát phá lang, khi số Ma đạo nhất định sẽ bành trướng rộng mở, một bước nhảy ra khỏi ván cờ vận mệnh, lấy được tư cách đối địch với Thiên đạo. Nhưng mà cho dù như thế, tôi vẫn có chút do so dự trước việc ông ta giúp tôi đoán mệnh. Nếu mệnh càng đoán càng mỏng manh, tôi sợ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khí số của tôi. Tuy nhiên, so với khí số của bản thân tôi, thì bí mật Thủy Kỳ Lân quan trọng hơn nhiều nghĩ đến điều này tôi liền hỏi ông muốn đoán như thế nào thân phận của cậu cao quý đạo hành của tôi kém cỏi không thể tính được sinh thần bát tự của cậu hôm nay đoán một chữ đi được đoán chữ phải dùng bút giấy nghiên mực mới được xem là chính thống nhưng đạo sĩ điên này lại chỉ tay hướng về bức tường đằng sau ông ta muốn tôi dùng vật trên lưng khắc chữ lên tường hiện giờ tôi đã vô cùng hiếu kỳ về ông ta cũng không tránh né nữa lấy thanh kiếm anh hùng bọc sẵn trong vải đen nắm chặt tay bắt đầu suy nghĩ Thiên đạo bất nhân xem vạn vật như rơm rác, thời đại thay đổi, triều đại luân phiên, sự phồn vinh và thịnh vượng của muôn loài không nằm trong một ý nghĩ của bọn họ. Thời đại mạt pháp kết thúc, rất nhanh thôi sẽ có đại nạn phong thần giá lâm. Trời nếu có tình thì trời cũng già đi, nhân gian chính đạo là tang thương. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, nếu như thiên tâm mất đi, mà đạo tôi phải đặt mọi thứ về đúng vị trí của nó. Nghĩ đến điều này, tôi giơ cao kiếm anh hùng khắc lên tường một chữ chính. Theo đà nét khắc vụn đá phía trên tường lần lượt rơi xuống, sau khi nét cuối cùng của chữ chính hoàn thành, tôi tra kiếm anh hùng vào bọc vải trên lưng, yên lặng đợi đạo sĩ điên kia giải đáp. Lần này đạo sĩ điên không còn dáng vẻ hung hăng dữ tận nữa, khuôn mặt ông ta trở nên nghiêm nghị cao mày suy tư. Tôi đợi ông ta đưa ra đáp án khá lâu, mọi người xung quanh mới đầu còn tò mò đến xem, sau đó cũng dần chán nản bỏ đi. Cuối cùng, đạo sĩ điên cảm khái thở ra một hơi, nói chính, nhất chỉ một đời vạn vật chỉ đến điểm kết thúc chữ chính này của cậu có khởi đầu có kết thúc tự át viên mãn cũng khó trách tôi chỉ nhìn thấy kiếp này trên người cậu ý của đạo trưởng lẽ nào tôi không có kiếp trước và kiếp sau hay sao kiếp trước sớm đã rơi vào quên lãng còn về kiếp sau cậu không có kiếp sau chỉ có người bị hủy diệt đến thần hồn tiêu tán đồng quy cùng thiên địa mới không có kiếp sau lời này của đạo sĩ điên khiến tôi nhớ tới ma đạo tổ sư không ai có thể tra xét được kiếp trước của ma đạo tổ sư còn về kiếp sau của ông ấy, ông ấy cũng không có kiếp sau. Đột nhiên, trong lòng bỗng cảm thấy một cỗ chua sót. Tôi chết không hối hận, nhưng không biết ma đạo còn có tương lai hay không. Vừa nghĩ đến đây, đạo sĩ điên lại bồi thêm một câu, không chỉ cậu không có kiếp sau, ma đạo cũng sẽ vì cậu mà kết thúc. Lời này như xét đánh giữa trời quang, khiến thần hồn của tôi hoảng sợ. Tôi có thể không có kiếp sau, nhưng tuyệt đối không muốn ma đạo cũng rơi vào thảm cảnh diệt vong được. Tôi không hề ngờ rằng đạo sĩ điên này có năng lực đoán ra thân phận của tôi, có lẽ ông ta đứng ở đây chỉ vì muốn đợi tôi. Tôi chưa kịp nói lời nào, Thùy Hỏa đã phóng ra sát khí, khóa chặt khí tức thần niệm của đạo sĩ điên. Ông rốt cuộc là kẻ nào? Thùy Hỏa lạnh lùng tra hỏi. Tôi quả thực không thể nhớ ra tên của mình, chẳng qua nếu như tương lai hai người có cơ hội đến Tần Hoàng Lăng, có lẽ sẽ tìm thấy tư liệu về thân thế của tôi, doanh chính chắc hẳn sẽ giữ lại bức họa chân dung của tôi. Đạo sĩ điên bình tĩnh điềm đạm nói, Tôi bảo Thủy Hỏa thu hồi lại sát khí, cố gắng kìm nén nỗi buồn trong lòng, do hỏi, "Vẫn xin đạo trưởng tuân thủ ước hẹn, nói cho tôi biết bí mật của Thủy Kỳ Lân." "Sao vậy, cho dù biết được số mệnh của bản thân, vẫn không chịu từ bỏ hay sao?" Đạo sĩ điên trầm ngâm nhìn tôi một cái nói, "Vận mệnh vốn mơ hồ, dù có là thiên đạo cũng không tìm ra được đáp án, không đến cuối cùng, ai biết được kết quả cơ chứ?" Tôi nói, "Không tôi, đây mới là tài đức mà Ma đạo tổ sư nên có." Thủy Kỳ Lân sớm đã hiện thế từ 10 năm trước rồi. Hiện thân ở đâu, chỉ tại Thử Sơn Trung, vân thâm bất chi xứ, tức là chỉ nằm trong núi này, nhưng mây dày chẳng biết đâu mà lần. Tôi còn muốn hỏi thêm nhiều điều nữa, nhưng đạo sĩ điên đó lại giơ tay cáo biệt tôi, rồi biến mất trong biển người minh mông. chương 659, Vong Nhi Tạo Ẩn 1 Đứng lặng trên đường phố, nhìn bóng lưng dần dần khuất xa của đạo sĩ điên, lòng tôi dối như tơ vò. Tuy rằng không biết lai lịch của đạo sĩ điên, nhưng tôi không dự định sẽ truy lùng ông ta, bởi vì tôi cảm thấy ông ta không hề có ác ý đối địch với tôi, nếu không ban đầu sẽ không đem một việc quan trọng như bí mật của Thủy Kỳ Lân tiết lộ cho tôi nghe. Chỉ tại thử sơn trung, vân thâm bất chi xứ, trên đường về nhà, tôi vẫn luôn suy ngẫm câu thơ này. Lúc sắp đến cổng nhà, tôi bất ngờ có được linh cảm. Thùy họa, anh biết Thủy Kỳ Lân đang ở đâu rồi? Đang ở đâu? Ông ta đứng ở đầu phố nói câu này, chứng minh Thủy Kỳ Lân đang ở nhân gian, ẩn trốn trong nội bộ nhân tộc. Tuy rằng biết Thủy Kỳ Lân đang trốn tại nhân gian, nhưng biển người minh mông, chúng tôi nên đi đâu để tìm đây? Hoang mạc Tây Thành, căn cứ dưới lòng đất của khoa linh dị. Trong này tống giam vô số âm linh tà giáo, yêu ma quỷ quái làm loạn nhân gian. Nhân tộc không có giết chết bọn chúng, mà lợi dụng bọn chúng làm vật thí nghiệm, nghiên cứu ra các loại vũ khí công nghệ cao đối phó với sinh vật dị loài. Nói theo cách giải thích khoa học hiện đại, cái gọi là chân khí, thần niệm, vốn dĩ đều là năng lượng siêu nhiên, vũ khí công nghệ cao được nhân tộc phát minh đều từ điểm này mà ra, dùng bức xạ điện từ thay thế cho năng lượng siêu nhiên, đạt được kết quả nghiên cứu đáng kinh ngạc. Không chỉ có tác dụng với dị loại, năng lượng công kích sản sinh từ mấy thứ này có thể thương tổn đến thần hồn của người tu hành, thậm chí phá hủy huyền quan của người đó. Nhân tộc quả thực không hề yếu kém, thứ yếu đuối nhu nhược là lòng người. Vì thế, cho dù họ phát minh ra vũ khí sánh ngang với chiến lược thiên tôn, cũng không thể ngăn chặn được sự diệt vong của khí số nhân tộc tầng thứ 9 căn cứ dưới lòng đất của khoa linh dị, mật thất câu linh. Một cô gái trẻ có dáng người yểu điệu thướt tha biểu cảm lạnh lùng, khoác lên người một bộ quần áo bó sát của khoa linh dị, tóc buộc đuôi ngựa đang đứng giữa căn mật thất đơn độc đối diện với đám ác quỷ, trong tay nắm chặt thanh trường đao lấp lòe ánh sáng lạnh lẽo. Dưới chân cô gái có đặt một lư hương, trong lư đang đốt một loại hương câu hồn, theo nhịp thở nhẹ nhàng của cô gái, hương câu hồn biến thành một sợi tơ nhỏ bị cô ấy hít vào người. Trong mật thất có vô số ác quỷ, con này con khác đều xấu xí hung tợn, quỷ khí đáng sợ như u minh địa ngục. Đầu tiên cô gái phát động công kích đánh một con quỷ sắc dục, quỷ sắc dục là kẻ không thể gần nữ sắc nhất, vì nó không kiềm chế được dục niệm tả ác, hướng ánh mắt thèm thuồng nhìn cặp mông căng tròn được bao trọn trong bộ quần áo bó sát, lặng lẽ tiếp cận từ phía sau. Cô gái nhắm mắt hấp thụ mùi hương, có vẻ như không hề phát hiện ra. Đợi khi quỷ sắc dục đến gần, có ý duỗi móng vuốt đánh lén, cơ thể cô gái đột nhiên run lên, Thanh đao sắc bén lóe sáng vung một nhát chớp nhoáng về phía sau. Quỷ sắc dục chỉ kịp hét lên một tiếng kêu thảm thiết, đã bị thanh đao sắc bén chém ngang eo, âm thân vỡ vụn đến cả thần hồn cũng bị tiêu diệt, hóa thành đám khí đen ngòm rồi tan biến. Đám ác quỷ khác bị sát khí đột nhiên bạo phát của cô gái dọa sợ, lần lượt lùi về sau. Sau khi giết được quỷ sắc dục, cô gái tiếp tục nhắm mắt lại, đồng thời thu hồi vũ khí. Không biết đã trôi qua bao lâu, lại có hai con ác quỷ không kìm nén được trước sự mê hoặc của hương câu hồn tản ra hai bên tấn công cô gái một con là điều tử quỷ một con là huyết hồ quỷ điều tử quỷ cầm một sợi dây roi đẫm máu lè chiếc lưỡi thấm đẫm máu tanh ánh mắt hiểm độc nhìn chòng chọc vào cổ của cô gái huyết hồ quỷ lại xách một bọc ướt đẫm máu tanh máu tươi không ngừng nhiễu xuống mặt đất phát ra âm thanh lách tách điều tử quỷ và huyết hồ quỷ phối hợp ăn ý tựa hồ đồng thời tiến đến dây roi đẫm máu quấn quanh cổ cô gái cái bọc nhễ nhại màu máu cũng đồng thời rơi trúng đầu cô ấy chỉ nghe một tiếng rầm, đôi mắt cô gái từ từ hé mở, đứng yên tại chỗ xoay một vòng. Động tác của điều tử quỷ và huyết hồ quỷ bất thình lình bị ngăn lại, chỉ nghe hai tiếng lạch cạch rồi thấy hai cái đầu rơi xuống đất, sau đó âm thân bị phá hủy hóa thành khí đen và tiêu tán. Liên tiếp giết ba con quỷ xong, không còn ác quỷ nào dám dò mó đến hương câu hồn trước mặt cô gái. Cô gái trầm mặc đợi một hồi, đến khi hương câu hồn cháy sạch hết, đã chủ động tấn công. Trong mật thất u tối, ánh đao sắc bén lóe sáng tựa như tia sét đang giao hòa, nở rộ giữa trời đêm. Đợi đến khi con ác quỷ cuối cùng bị xử lý xong xuôi, cô gái cha đao vào vỏ, bước ra khỏi mật thất. Bên ngoài có một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng đợi cô ấy, vừa thấy cô ấy đã nói, tạo ẩn, trưởng khoa đang chờ cô ở phòng họp đó. Cảm ơn anh, tôi sẽ tới ngay. Cô gái gật gật đầu, người đàn ông trẻ tuổi kia tên là Lý Hạo, thành viên khoa linh dị. Cô gái tên là Tạo Ẩn, chính là vong nhi mà Vương Phương đã chết năm đó để lại hiện giờ trời đang còn sáng, ánh mặt trời thiêu đốt trên hoang mạc. chương 660, Vong Nhi Tạo Uẩn 2 Tạo Uẩn là Vong Nhi đắc đạo, tuy đã tu luyện âm thân đến độ không sợ hãi ánh sáng mặt trời, nhưng vẫn còn khá nhạy cảm với cái nóng khắc nghiệt của mặt trời, nên hơi cau mày khó chịu. Sao vậy, vẫn không thể chịu được ánh sáng mặt trời sao? Lý Hạo Thân thiết hỏi, ừ, Tạo Uẩn nhẹ nhàng đáp một tiếng, cô không nên sinh sống ở nhân gian, nếu như tới âm giới, với chiến lược hiện giờ của cô thì ít nhất cũng đảm nhiệm chức vụ quỷ tướng một phương rồi. Lý Hạo nói, quỷ tướng, rất hiếm có sao, đáy mắt của tạ ẩn hơi ngẩn ngơ, cô bỗng nhớ tới tử thần tóc bạc trắng mà mình gặp ở nhà họ tạ, tướng phá quân của ma đạo Lâm Thùy Hỏa. Xét về bối phận, cô nên gọi cô ấy một tiếng sư mẫu. Đã 10 năm trôi qua rồi, mà đạo đến giờ vẫn không hề có động tĩnh gì, thậm chí đến kiếp nạn núi không minh, loạn lạc giã tiên, cuộc chiến âm sơn, Công đức do sự hy sinh của vô số đệ tử ma đạo liều mạng chinh chiến đã bị người đời lãng quên, tất cả mọi công lao đều bị hai đạo tiên nhân đoạt mất. Chư thần đã hiện thánh tại nhân gian, ma đạo sẽ không xuất hiện nữa đâu, chỉ có trốn trong quy khư mới có năng lực bảo vệ bản thân, còn cô thì cả đời này e rằng cũng không thể trở thành đệ tử ma đạo được nữa rồi. Lý Hạo nói, tạo ẩn không đáp lời, lặng lẽ cúi đầu bước nhanh về phía trước. Những lời tương tự như vậy cô đã nghe qua rất nhiều rồi, mỗi lần đều làm ngơ như không nghe thấy gì cả. Người khác không tin ma đạo sẽ tái xuất, nhưng cô ấy tin nhất định có một ngày ma đạo sẽ đường đường chính chính xuất hiện trước bao người. Đi vào phòng họp, mới biết đã có rất nhiều người ngồi chờ ở đây. Tạo ẩn vừa vào, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô ấy, nhìn đến mức khiến cô ấy ngượng ngùng. Trưởng khoa, tìm tôi có việc gì sao? Tạo ẩn hỏi, tạo ẩn, ma đạo xuất thế rồi. Hoàng Hiểu Huy nói, cái gì? Tạo ẩn kinh ngạc thốt lên. Lý Hạo đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, hỏi trưởng khoa, Ma đạo làm sao có gan rời khỏi quy khư chứ? Ma đạo trước giờ không phải là đám nhát gan, chẳng qua có một số người luôn thích xem thường người khác mà thôi. Tạo ẩn nói, cô nói không sai, ma đạo chưa từng sợ hãi điều gì. Tiếp đó, trưởng khoa khoa linh dị Hoàng Hiểu Huy trình bày những chiến tích của ma đạo Đông Hải từ đầu đến cuối, thành viên khoa linh dị nghe thế đều âm thầm sửng sốt. Cuối cùng, Hoàng Hiểu Huy nói với Tạo ẩn, Tạo ẩn, ma đạo tổ sư Tạ Lan và tướng phá quân lâm Thùy Hỏa đang ở huyện Hà Khúc vậy trưởng khoa gọi tôi tới là để tạ uẩn hỏi khoa linh dị muốn hợp tác cùng ma đạo hoàng hiểu huy nói sợ là chuyện khó rồi tạ uẩn nghĩ một lúc rồi nói tôi cũng biết quốc gia thiếu nợ ma đạo rất nhiều nhưng cô cũng biết chúng ta có chỗ khó xử cô cứ về quê một chuyến sau đó sẽ có người của tổng bộ đến trực tiếp thương lượng với tạ lan trưởng khoa khoa linh dị hoàng hiểu huy thở dài nói hai đạo nhân tiên có thể cướp đoạt hết mọi công lao mà ma đạo đã hết mình vì nhân tộc nhưng khoa linh dị không nên đứng yên chờ mắt nhìn ma đạo bị người đời lãng quên. Chẳng qua, cũng giống như Hoàng Hiểu Huy đã nói, nhân tộc cũng có chỗ khó xử. Ma đạo không xuất hiện, cuộc chiến tranh giành giữa đạo môn tất nhiên sẽ tận lực tiêu diệt hết mọi sự tồn tại của ma đạo, nếu như nhân tộc ra mặt thanh minh sẽ đắc tội cả hai đạo nhân tiên và chư thần thiên tôn. Khoa Linh Dị chỉ tổ chức công khai trước mặt nhân tộc, phía sau còn một tổng bộ thần bí và khủng bố. Những thành viên Khoa Linh Dị tham gia từ 10 năm trước mới biết đến sự tồn tại của chi nhánh tổng bộ, cũng chính là năm thời đại mạt pháp kết thúc. Năm đó, chư thần hạ giới xương thánh, bách quỷ giả dạ hành xâm lấn nhân gian. Năm đó, cán bộ cấp cao nhân tộc đã tế bái tần hoàng lăng, mời những vị trí cao vô thượng đến bảo vệ nhân tộc. Tạ Uẩn xuất phát vào lúc sắc trời chập tối, trước khi đi Hoàng Hiểu huy nói với cô ấy Tạ Uẩn, khi cô gặp được Tạ Lan nhớ nói với cậu ấy. Cổ địa thuộc Sơn sắp mất khống chế, nếu Ma đạo không chịu gia nhập, có lẽ hai đạo nhân tiên sẽ phái thiên tôn tham chiến. Thời gian gần đây hai đạo nhân tiên tại cổ địa thục sơn như nước với lửa binh sĩ hai bên phái đến càng lúc càng đông cổ địa thục sơn có nhiều cơ duyên nghe nói còn có hai thanh tiên kiếm cực phẩm trong truyền thuyết được lưu lại từ thời cổ thần tử thanh song kiếm uy lực còn vượt xa thanh tam ngũ trảm tà thư hùng kiếm của trương thiên sư hai đạo nhân tiên đều có thần kiếm cấp bậc tông sư nên cả hai bên đều có chấp niệm hòng chiếm được đôi song tiên kiếm này chứ vốn không chỉ đơn giản vì muốn tranh giành thế lực mà tham chiến tiến độ chiến đấu ở giai đoạn đầu vẫn còn chậm chạp nhưng sau khi tin tức tử thanh xong kiếm được truyền ra bên ngoài, tiến độ ngay lập tức gia tăng đến mức chóng mặt. Xét theo tình hình hiện tại, khả năng cao là tại trận chiến Thục Sơn sẽ có thiên tôn tham gia. Mà một khi có sự góp mặt của thiên tôn, ám chỉ trận chiến phong thần sẽ bùng nổ trước dự kiến, và đây chính là việc mà ma đạo hiện giờ không muốn nhìn thấy nhất. chương 661, Tạo ẩn quay về một Tuy rằng hiện giờ ma đạo đã có thực lực tham gia tranh đấu, nhưng vẫn chưa truyền pháp rộng rãi ở nhân gian, không có căn cơ vững chắc ở nhân tộc. Nếu như trận chiến phong thần diễn ra trước dự kiến, đến lúc đó ma đạo sẽ không còn cơ hội truyền pháp, không có được sự ủng hộ từ phía nhân tộc thì ma đạo muốn khai chiến với tam giới quả là việc khó hơn lên trời. Còn có một việc nữa, khi số nhân tộc vẫn chưa tận diệt, nếu như trận chiến phong thần diễn ra trước dự kiến, bản thân nhân tộc cũng là một nhánh chiến lực cuồng vọng ngang ngược, không thua kém bất kỳ ai trong tam giới bản chất thần niệm chính là năng lượng tinh thần, nhân tộc có thể bắt tay từ phương diện năng lượng tối và nhiễu sóng điện từ, phát triển vũ khí và chiến lược. Tuy rằng nghe có vẻ viển vông, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện không thể thành công. Bởi vì xét theo cách giải thích khoa học, những thứ như quỷ hồn chính là sinh vật sóng điện, chỉ cần có manh mối, thì với trí thông minh vượt bậc và lòng quyết tâm của nhân tộc đều có thể tìm ra đối sách ứng phó với chúng. Từ xưa đến nay kẻ xương vương ở nhân gian đều là người trần mắt thịt, đạo thống có lợi hại đến mấy chưa từng làm lung lay căn cơ chính trị ở nhân gian. Chưa kể tới sự phát triển của công nghệ tiên tiến lúc bấy giờ, cho dù trong thời đại vũ khí lạnh, bất luận có là ngũ đấu mễ đạo năm đó, hay khởi nghĩa khăn vàng, thái bình đạo, chẳng phải cuối cùng vẫn bại dưới chướng đội quân thế tục hay sao. Với lại lòng người vốn dĩ chính là một trong những niệm lực mạnh nhất tam giới, lòng phàm hướng về thiên đạo khiến người khác phải rẻ chừng. Tổng bộ khoa linh dị thần bí khó lường, nghe đồn rằng cán bộ cấp cao nhân tộc còn mời một vị cao thủ lợi hại từ trong tần hoàng lăng, người đó có lẽ sở hữu chiến lược sánh ngang với đạo tổ. Nếu như điều này là sự thật, vậy khí số nhân tộc vẫn sẽ kiên trì được khá lâu. Hai ngày sau tạo ẩn đến huyện Hà Khúc, lúc về thì trời cũng đã chập tối. Một đường tới đây, biến hóa lớn nhất của huyện Hà Khúc chính là toàn bộ thế lực nhân đạo đều đã di tản hết. Đứng trước cổng làng, tạo ẩn hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, hồi lâu mới đẻ nén được tâm trạng bồi hồi dân trào trong lòng nghĩ ngợi một lúc cô ấy quyết định liên lạc với tạ ngọc trước em gái em đã về rồi nhìn thấy tạ uẩn ánh mắt tạ ngọc bừng sáng anh hai đạo tổ thực sự đang ở nhà sao tạ uẩn hỏi hôm nay không có ở đây họ xuống thôn hạ bá rồi đi thôi anh dẫn em đi gặp họ tạ ngọc không biết đạo pháp ra ngoài bằng chiếc xe trung hoa việt giã hai người lên xe tiến thẳng đến thôn hạ bá tính theo tuổi tác hai người bằng tuổi nhau nhưng mà do tạo ẩn tu âm thân đắc đạo nên nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ tuổi hơn. Tu hành của tạo ẩn do Thùy Họa chỉ dẫn, trong 3 năm tôi ở núi không minh, Thùy Họa từng quay về ở đây một khoảng thời gian khá dài, chính vào lúc ấy, đã truyền thụ cho tạo ẩn pháp môn tu đạo ổn định âm thân âm hồn. Còn đem phương pháp tu luyện thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao truyền thụ cho tạo ẩn, vì thế đao chảm ác quỷ của tạo ẩn mới ung dung uyển chuyển, đao pháp lạnh lùng quyết đoán, dù một chút cũng không có dáng vẻ trần trừ dây dưa. Ba năm trước, khoa linh dị phái người đến chiêu mộ tạo ẩn, mời cô ấy gia nhập khoa linh dị, tạo ẩn không từ chối. Ma đạo không xuất hiện, chư thần đạo môn chiếu cố nhân gian, dị loại như cô ấy có thể qua mắt được người trần mắt thịt, nhưng làm sao giấu được tai mắt của thần minh. Tạo ẩn không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ đành quyết định gia nhập khoa linh dị và nhận sự bảo vệ của nhân tộc. Ba năm sau đó, tạo ẩn giúp khoa linh dị chảm tà ma độ vong hồn, thực lực cũng vì thế mà tăng tiến vượt bậc. Chiến lực hiện giờ của cô ấy đã đạt đến đỉnh cao hợp đạo tiếp quản đạo canh kim túc sát. Chiến lược giai đoạn đầu của Thùy Họa chủ yếu đến từ đạo phá quân và thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao, sau khi phong thần, đạo phá quân đã bị lu mở trước áo nghĩa tử thần, đến cả thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao cũng đã từ bỏ rồi. Hiện giờ cô ấy đã hoàn thành lần niết bàn thứ năm, đợi đến khi lần niết bàn thứ sáu cô ấy sẽ thức tỉnh đao pháp tác chiến độc quyền thuộc riêng về tử thần, tử thần tài quyết. Chiến lực của tử thần tài quyết sánh ngang với uy lực thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao, nhưng thích hợp với thủy hỏa hơn thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao, bởi vì bộ đao pháp này dựa vào sự phát huy của hồn năng, chỉ cần hồn năng không đứt đoạn, đao pháp sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, gần như vô tận. Tử thần tài quyết nói đơn giản mang tính bạo lực, chỉ sinh ra vì giết chóc. Việc này đã trở thành sự nuối tiếc trong lòng thủy hỏa bấy lâu nay, vì cô ấy vĩnh viễn cũng không còn cơ hội lĩnh ngộ đao cuối cùng quy nguyên tích tà của thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao. Tạo ẩn hao tổn tâm trí lĩnh ngộ đạo canh kim túc sát, chính vì muốn tiếp tục kế thừa bộ đao pháp này, hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của Thùy Họa. Tạ Ngọc lái xe, thỉnh thoảng dùng ánh mắt bừng sáng lén nhìn Tạ Uẩn Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm vô cùng thân thiết. Cậu ấy từng bước chứng kiến Tạ Uẩn từ vong nhi hóa thành hình người và đồng hành cùng cô ấy từ bé đến lớn. Tạ Huẩn xinh đẹp động lòng người, làn da trắng nõn mềm mại tựa như chạm khắc từ ngọc thạch, tóc đuôi ngựa búi cao thể hiện sự lanh lợi đồng thời giữ gìn nét thanh thuần đáng yêu của thiếu nữ đôi môi đôi hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt to tròn sâu thẳm tựa như mặt nước hồ thu. Chương 662, Tạ Uẩn quay về khai. Những lúc không kìm nén được lòng mình, Tạ Ngọc cũng từng ẩn ý bày tỏ tình cảm, nhưng mà Tạ Uẩn từ đầu đến cuối vẫn không phản ứng, cứ mãi thờ ơ đối đãi với cậu như bình thường. Nghĩ đến đây, Tạ Ngọc lặng lẽ thở dài, nửa tiếng sau, hai người đến đài cổ tế ở thôn Hạ Bá. Tạ Ngọc dừng xe đậu bên lề đường, cùng Tạ Uẩn bước xuống xe. Đêm mùa thu trời xe lạnh, tiếng côn trùng kêu khe khẽ. Nhân đạo là hoàng hà chín nhánh sông chảy về phía đông, duy nhất mỗi vầng trăng giữa dòng sông từ xưa đến nay chưa từng thay đổi. Hai người đi về phía đài tế cổ, từ xa đã nhìn thấy hai bóng lưng cao lớn đứng trên đài, họ đang nắm tay lặng lẽ kể vai nhau. Một màn tình cảm này khiến tạo ẩn cảm thấy ấm áp. Tượng thần của hoàng hà nương nương trên đài tế cổ sớm đã bị di rời, khung cảnh trước mắt làm tôi chạy lòng đau xót. Nhớ lần đầu tiên tôi đến nơi đây là ngồi trên chiếc thuyền rách nát của Bạch Hà Sầu, ông ấy bảo tôi thắp hương làm lễ ăn hỏi với Hoàng Hà Nương Nương. Nhớ đến đây, tôi đọc lại tế văn năm đó một lần nữa, dịch tránh càn khôn, phu phụ vi nhân luân chi thủy. Thi ca chu triệu, hôn nhân nãi vương hóa chi nguyên. Thị dĩ, phượng thương thương, bạc kỳ xương vu ngũ thế. Thiên đào trước trước, ca hảo hợp vu bách niên, kim hữu quân tử tạ lan, thế trạch di phương, tài dự tổ chữ khóe miệng Thùy Họa nhẹ nhàng mỉm cười, ánh lửa xanh lam trong đôi mắt khẽ nhảy múa. Đọc xong tế văn, tôi ôm chặt cô ấy vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi đen bóng của cô ấy. Khóe môi lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén, nhưng khi hôn lên lại cảm thấy ấm nóng lạ thường. Một đường trông gai chắc trở để đến ngày hôm nay, Thùy Họa từ đầu đến cuối vẫn bầu bạn bên cạnh tôi. Không phải chưa từng động lòng với người phụ nữ khác, nhưng vợ tôi mãi mãi chỉ có mình cô ấy mà thôi kiêm hà là huyễn ma ngây thơ thâm tình không biết tị nạnh so đo tuyết dương sớm thấu hiểu mối quan hệ giữa tôi và thùy họa ra khỏi huyền quan cô ấy đã vạch rõ ranh giới với tôi tham lang bày mưu tính kế lòng người làm sao không nhìn ra tình cảm giữa tôi và thùy họa lạc hoa nhân độc lập vì vụ yến song phi tuyết dương là một người cô độc còn tôi và thùy họa là đôi chim yến trong đôi mắt cô ấy có người tới đây thùy họa đẩy tôi ra chỉnh lý lại trang phục tôi quay đầu ra sau liền thấy Tạ Ngọc và một cô gái mặc bộ đồ đen bó sát, cột tóc đuôi ngựa đang đi về phía chúng tôi. Đệ tử Ma đạo Tạ Ngọc xin bái kiến tổ sư, bái kiến Lâm tướng quân. Tạ Ngọc nghiêm chỉnh hành lễ với tôi, tên nhóc này, bất luận tôi khuyên bao nhiêu lần cũng không nghe lọt tai, quyết tâm muốn làm đệ tử Ma đạo, một tiếng chú cũng chưa nghe thấy cậu ấy gọi. Thực ra, Tạ Ngọc không có duyên với đạo pháp, dù tốn công phí sức tu luyện một đời cũng sẽ không thể tiến bộ lên cảnh giới nào cả. Tu đạo chính là chuyện nghịch thiên một người nếu quá đối lương thiện, hay đơn thuần tuyệt đối sẽ không thể tu, bởi vì không thể nhẫn tâm xuống tay được. Nếu tôi không gánh trên vai mệnh cách thất sát, cũng sẽ giống như tạ ngọc. Từ góc độ này mà nói, anh trai tôi mới là người thông minh kiệt xuất, sớm nghĩ thông được mọi chuyện. Tôn sùng giáo lý ma đạo và trở thành đệ tử ma đạo thực ra là hai chuyện khác nhau, tuy rằng đều có thể làm tín đồ ma đạo, nhưng vế trước sẽ không cần gánh vác bất kỳ nghĩa vụ trách nhiệm gì cho ma đạo hết, vế sau mới có quyết tâm nguyện chết bảo vệ ma đạo vì thế đệ tử ma đạo vạn kiếp thiên hồng tạ ngọc tuy có tuổi căn nhưng không có được bản tính tàn nhẫn cần thiết ở đệ tử ma đạo cậu ấy thực sự khá giống với người dân mộc tộc ở quy khư năm đó nếu như không có giáo huấn của thanh đế tính cách tàn nhẫn sâu trong tim của người dân mộc tộc cũng không thể thức tỉnh được tôi không mong muốn tạ ngọc trở thành đệ tử ma đạo không chỉ vì không nhìn thấy hy vọng gì trên người cậu ấy còn vì lòng ích kỷ của riêng tôi tôi không thể có con cái thùy họa mang thân thể tử thần kiêm hà có cơ thể huyễn ma bọn họ không thể sinh con dưỡng cái cho tôi thậm chí màn tình cảm hoang đường giữa tôi và mộ dung nguyên duệ trên đá tam sinh cũng đã tan biến thành mây khói khi cô ấy chặt đứt tình duyên rồi tôi muốn lưu lại tạ ngọc trên thế tục làm người thừa kế hương hỏa của nhà họ tạ một khi trở thành đệ tử ma đạo sống chết cùng tồn vong với ma đạo vậy buộc phải triệt để cắt đứt trần duyên tạ ngọc hành lễ nhưng cô gái cột tóc đuôi ngựa bên cạnh lại đứng yên bất động cô ấy không phải cố ý thất lễ bởi vì bản thân căng thẳng quá, khiến thân thể cô ấy khẽ run rẩy. Thực ra khi cô ấy vừa đi đến bên cạnh tôi thì tôi đã nhận ra cô ấy không phải người, mà là âm thân đang sống sờ sờ. Âm thân đắc đạo lại đi bên cạnh tạ ngọc, vậy thì thân phận của cô ấy cũng dễ đoán ra rồi. Con gái lớn 18 tuổi sẽ thay đổi, vong linh nhỏ bé đáng thương năm đó nay đã trổ mã trưởng thành. Tạ Uẩn là đứa con đã chết của Vương Phương, sinh ra nhiều oán niệm, được sư mẫu chỉ điểm nên cô ấy nương nhờ sống ở nhà anh chị dâu tôi. Đây đã là chuyện rất lâu về trước, hiện giờ cả Bạch Hà Sầu và sư mẫu tôi đều không còn, họ đã hy sinh trên núi Tiểu Bạch. Nhìn thấy Tạo Uẩn, tôi bất giác nhớ đến những chuyện liên quan đến vợ chồng Bạch Hà Sầu. Tạo Uẩn không cất lời, tôi chẳng hỏi gì cả, chỉ im lặng nhìn cô ấy. Quỷ sẽ không rơi lệ, nhìn thấy Tạo Uẩn có vẻ sắp khóc đến nơi, Tạ Ngọc xót xa chịu không được mà nhắc tôi chú, đây là Tạo Uẩn. Chương 663, Song Kiếm Tử Thanh 1 Về nhà nhiều ngày như vậy, Tạ Ngọc chỉ gọi qua tôi một tiếng chú, còn là vì Tạ Uẩn nên mới gọi. Sau khi gọi chú, Tạ Uẩn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, quỳ thẳng xuống đất và khấu đầu trước tôi. Với lễ nghi này của cô ấy, tôi hoàn toàn có thể nhận được, cũng không nói một lời nào, nhưng không ngờ mới chỉ lại một lần, đứa trẻ ăn cây táo rào cây sung Tạ Ngọc này lại ngay lập tức cảm thấy đau lòng, nhanh chóng đưa tay ra dìu cô ấy. Tạ Uẩn không bị lay động, trực tiếp lại hết ba lại rồi mới thẳng người lên, nhìn tôi và nói, tạo ẩn bái kiến ma đạo tổ sư, bái kiến lâm tướng quân. Tạo ẩn, con bái ta với tư cách gì? Tôi hỏi, tạo ẩn bái ma đạo tổ sư với tư cách là đệ tử của ma đạo. Tạo ẩn nói, con bây giờ là người của khoa linh dị. Thùy họa nói, khởi bẩm lâm tướng quân, lần này trở về con đã nghĩ kỹ rồi, sẽ không trở lại khoa linh dị nữa, sinh là quỷ ma đạo, chết thì vào cờ chiêu hồn. Tạo ẩn cắn môi nghiêm túc nói, con cứ đứng dậy trước đi. Tôi nói, trừ khi đạo tổ chịu nhận tạo ẩn vào ma đạo, bằng không con nguyện ý quỷ mãi không dậy. Tạo ẩn quả quyết nói, tạo ẩn, có phải con đã quên chuyện gì không? Tôi cười hỏi, chuyện gì, từ giây phút ta đặt tên cho con, con đã là đệ tử ma đạo của ta, ta còn nghe qua con gọi ta sư phụ nữa. Tạo ẩn lúc này mới từ dưới đất đứng lên, đỏ mặt nói, khi đó tạo ẩn còn nhỏ, còn tưởng rằng sư phụ không còn nhớ con nữa. Đạo môn vẫn luôn là sư phụ tìm đệ tử, ta đã nhận con làm đệ tử, cả đời này con cũng là đệ tử của ta, tuyệt không đùa giỡn. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư mẫu, tạ ẩn một lần nữa kính lễ với tôi, cũng không gọi Thùy Họa là lâm tướng quân nữa, mà gọi là sư mẫu. Một tiếng sư mẫu lanh lảnh vang lên nghe rất vui tai, đến nỗi khóe môi Thùy Họa ẩn hiện một nụ cười. Kỳ thực, tạ ẩn với Thùy Họa so với tôi cùng tạ ẩn còn quen thuộc hơn, nhưng do đã cách một khoảng thời gian kha khá, nên tạ ẩn có chút e dè. Huống chi, Thùy Họa trước kia cũng chỉ là âm thân đắc đạo, nhưng bây giờ cô ấy là tử thần thái cổ minh giới ngay cả khi cô ấy không phóng uy áp tử thần đối với tạo ẩn, nhưng sức uy hiếp của tử thần đến âm hồn cũng khó mà tránh khỏi thùy họa là quân vương của vong hồn ở khắp thiên hạ kể từ khi chúng tôi trở về cả quận hà dương không còn bóng ma âm hồn tàn dư nào dám quanh quẩn tạo uẩn lớn lên cực kỳ xinh đẹp giống với cháu trai tạ ngọc của tôi cũng có môi đỏ răng trắng hai chúng nó đứng cùng nhau trông rất xứng đôi giống như tôi và thùy họa ngày đó tôi có thể cảm nhận được rằng tạ ngọc cũng có tình cảm với cô ấy đáng tiếc tạ ngọc cả đời cũng không thoát khỏi thân thể phàm trần nếu hai đứa nó thật sự có tình cảm với nhau thì cũng chỉ là nhiệt duyên duyên phận cũng rất nhiều loại tình duyên và nhiệt duyên duyên sâu và duyên mỏng tất cả đều là duyên phận nhưng không phải duyên phận nào cũng có thể thu thành chính quả nghĩ vậy tôi đánh giá cao sự điềm tĩnh và tự chủ của tạ uẩn nếu cô ấy loạn động tơ tình thì cả đời này của tạ ngọc sẽ không bao giờ yên ổn được Đao thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn của con tu hành như thế nào rồi? Thùy Hòa tiến lên một bước, nắm lấy tay tạ ẩn hỏi. Khởi bẩm sư mẫu, bốn người đao âm cực sinh sát đã lĩnh ngộ xong, cũng đạt được chút ít thành tựu. Không tôi, xem ra con thích hợp tu luyện bộ đao pháp này hơn ta. Thùy Họa nhướng mày, không khỏi khen ngợi, cảm ơn sư mẫu khen ngợi, con không cần khách khí với ta, ta cũng muốn cảm ơn con vì bức vẽ chân dung của ta và tạ lan, rất sinh động, ta rất thích sau khi trận chiến với âm sơn kết thúc tạo uẩn đã thu thập thông tin về âm sơn từ khoa linh dị vẽ hai bức chân dung của tôi và thùy hòa trước khi vào khoa linh dị ngày nào cô cũng thắp hương cúng bái tiếp đó thùy hòa kéo tạo uẩn sang một bên để nói chuyện chỉ điểm tu hành chú nếu chú đã nhận tạo uẩn làm đệ tử ma đạo tại sao chú lại không chịu nhận con giáo lý của ma đạo là chúng sinh bình đẳng hữu giáo vô loài chú không được thiên vị như vậy Tạ Ngọc thấy tôi nhận Tạ Uẩn làm đệ tử ma đạo, bất mãn phàn nàn. Con và đạo Pháp vô duyên, không thích hợp tu hành. Tôi nói, ai nói vậy, chỉ là con không có người dạy mà thôi. Tạ Ngọc không tin, vậy được, ta truyền cho con một bộ pháp quyết tâm tịnh trước, con về thử luyện tập xem sao. Chú tịnh tâm là tâm pháp nhập môn do Khương Tuyết Dương truyền cho tôi, gồm tất cả bốn mươi từ thiệt thị vô tận hỏa, khẩu thị khoáng giã phong. Phong hỏa thôn nhập phúc, thiêu tại khí huyết chung, đan điền hữu đồng lô, tam muội luyện trường sinh, trích yếu tâm ma tại, đồng lô vĩnh bất không. Bộ pháp quyết này tạ ngọc có thể học được, cho dù không thể khai ma đạo tâm, nhưng luyện tập lâu dài sẽ giúp dưỡng hồn, an thần. Khi truyền lại pháp quyết, thì nhớ lại quá khứ với Khương Tuyết Dương ở núi Trung Nam, trước mắt 20 năm đã trôi qua, từng chút một đều trở thành kỷ niệm quý giá trong lòng. Sát phá lang vừa là mệnh bàn cũng vừa là duyên, lại còn là duyên phận không thể tách rời, linh hồn có sự cộng hưởng lẫn nhau. Trong khoảng thời gian đó, ba người chúng tôi lần lượt trải qua sinh tử cách biệt, may mắn thay, cuối cùng ba chúng tôi vẫn ở bên nhau, cùng nỗ lực vì tương lai của ma đạo. Tạo ẩn lần này về nhà, mang theo hai tin tức cực kỳ quan trọng, một là khoa linh dị sẽ hợp tác với ma đạo. Điều này nằm trong dự tính của tôi, tôi ở nhà suốt ngày, đợi khoa linh dị tự mình tìm đến. chương 664, song kiếm tử thanh 2. Một tin tức khác là trận chiến Thục Sơn đang diễn ra giữa nhân, tiên hai đạo, sự ra đời của song kiếm tử thanh có thể dẫn đến sự tham chiến của thiên tôn cái gọi là nhân vị tài tử điều vị thực phong có một số thứ ngay cả thần tiên nhìn thấy cũng bị cám dỗ song kiếm tử thanh này là một trong số đó giải thích câu nhân vị tài tử điều vị thực phong nghĩa là người chết vì tiền tài chim chết vì thức ăn hết giải thích lai lịch của hai thanh kiếm này còn lâu đời hơn toàn bộ lịch sử của đạo môn thời kỳ thượng cổ sau khi trận chiến giữa thiên đạo và thái cổ thần ma kết thúc nó chìm vào giấc ngủ sâu trong khoảng thời gian nó ngủ say, thiên giới đã nổ ra một trận chiến giữa cổ thần với nhau. Nguyên nhân của trận chiến đó đã không còn có thể điều tra được, ý kiến của ma đạo tổ sư là thiên đạo cần phải sao lại bài của thiên giới, vậy nên cuộc chiến mới liên lụy đến tất cả cổ thần thiên giới. Trong cuộc chiến này, không biết bao nhiêu cổ thần đã thân tử đạo tiêu. Kiếp nạn ngày nay của thiên đình, hoàng hôn chư thần, chính là chiến trường của các cổ thần vào ngày đó. Cuộc chiến cổ thần, bầu trời tan tành, sao băng như mưa rơi, mặt trời và mặt trăng ảm đạm không ánh sáng cuối cùng hai bên tham chiến đều không muốn tiếp tục tàn sát như vậy nên mỗi bên đã cử ra một vị cổ thần có lực chiến mạnh nhất để quyết sinh tử định thắng bại hai vị cổ thần được chọn một người là tử dĩnh kiếm thần thanh sách kiếm tiên cả hai vị cổ thần đều tu hành kiếm đạo chiến lực vô đối sát phạt vô song trên cử thiên kiếm khí tung hoành không biết bao nhiêu cụm mây sao trời đều bị chém thành muôn mảnh Tử dĩnh kiếm thần cùng thanh sách kiếm tiên đánh từ trên trời xuống đến mặt đất, rồi lại từ dưới đất đánh lên thiên giới, khó phân thắng bại. Trận chiến này kéo dài 7 ngày 7 đêm, hai vị cổ thần cạn kiệt thần nghiệp, trên cửu thiên mỗi người tung một nhát kiếm, rồi cả hai đều rơi xuống thục sơn cổ địa mà chết đi. Sau khi hai đại cổ thần mất đi, cuộc chiến hoàng hôn chư thần cũng đi đến hồi kết. Sau đó, từng có cổ thần cố gắng tìm thanh kiếm tử dĩnh và kiếm thanh sách thất lạc trong thục sơn, nhưng vẫn luôn không có kết quả. Sau đó, thiên đạo tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, thiết lập lại trật tự của thiên giới, sau khi các cổ thần lần lượt quy vị, không ai nói gì về việc tìm kiếm song kiếm tử thanh nữa. Chỉ để lại một chiến trường hoàng hôn chư thần trên thiên giới, cứ cách một khoảng thời gian lại xuất hiện một kiếp hỏa chống lại thần linh trên thiên giới, trở thành nơi thí luyện của các thần linh thiên giới. Cả tử dĩnh thần kiếm và thanh sách kiếm tiên đều có chiến lực của đạo tổ, vậy nên thanh kiếm mà họ sử dụng đương nhiên không phải loại tầm thường. Theo truyền thuyết, Thanh kiếm Tử Dính được tạo nên từ nguyên tinh thái bạch canh kim phía Tây, còn thanh kiếm Thanh Sách được đúc từ một mảnh sắt thanh minh từ thế giới sơ khai khi mới được sinh ra. Bây giờ nguyên tinh thái bạch canh kim sớm đã không còn tồn tại trên đời, sắt thanh minh lại không tìm được trong tam giới, đây càng là lý do vì sao thần binh, vũ khí hậu thế đúc ra lại kém xa so với thần binh thượng cổ. Nếu như là vì hai thanh kiếm này mà khiến chiến cục ở Thục Sơn mất kiểm soát, Thiên Tôn tham chiến, vậy thì trận chiến phong thần nhất định sẽ diễn ra sớm hơn. Ma đạo rút kiếm ở Đông Hải, nghe có vẻ oai phong, chấn động trong tam giới, trên thực tế, điều ma đạo muốn thể hiện ngay từ đầu đến cuối không phải là sức mạnh, mà là sĩ khí dũng cảm không sợ chết của các đệ tử ma đạo. Luận về chiến lược cùng bối cảnh, ma đạo cùng với nhân, tiên hai đạo và âm ti, về căn bản thì không nằm cùng một đẳng cấp. Thứ mà họ chịu đựng được thì ma đạo chúng tôi ngàn vạn lần không thể chịu nổi. Nếu trận chiến phong thần nổ ra trước thời hạn, trước không nói về nhân, tiên hai đạo, chỉ riêng âm ti nếu quyết ý tiêu diệt toàn bộ ma đạo thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vốn ban đầu định nghĩ cách moi tiền từ khoa linh dị rồi mới bàn bạc hợp tác, nhưng bây giờ xem ra ma đạo cũng không còn lựa chọn nào khác. Cổ địa thuộc sơn bị nhân, tiên hai đạo chiếm đóng trước, ma đạo không thể chen chân vào được, chỉ có người của khoa linh dị mới tìm được lý do để can thiệp mà thôi. Vào ngày thứ ba sau khi tạo ẩn trở về, khoa linh dị đã liên lạc với tạo ẩn, nói rằng một nhân vật quan trọng từ tổng bộ sẽ đến gặp tôi, địa điểm gặp mặt được đặt trong một khu vườn biệt thự ở huyện Hà Khúc. Sau khi tôi đồng ý, rất nhanh đã có một chiếc ô tô đến đón chúng tôi, nửa tiếng sau chúng tôi đã đến cổng một biệt thự nằm sâu trong khuôn viên. Nhìn bề ngoài, căn biệt thự này trông giống như những căn biệt thự xung quanh, nhưng bên trong ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn, không chỉ có các công cụ liên lạc tiên tiến, mạng lưới giám sát mà còn có một đội chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ gồm 100 thành viên đóng quân ở bên trong. Toàn bộ biệt thự được bao phủ bởi một ma trận điện từ vô hình, Người bình thường không thể cảm nhận được, nhưng nó có thể gây ra hiệu ứng cấm chế đối với dị loại. Cường độ bức xạ tương đương với uy áp thần niệm của hợp đạo. Không chỉ có mình tôi cảm thấy bất ngờ, ngay cả Tạ Uẩn cũng kinh ngạc không thôi. Sư phụ, con không biết khoa linh dị có chi nhánh ở chỗ này. Tạ Uẩn ái náy nói, không liên quan đến con. Huyện Hà Khúc là quê hương của ta, ta nghĩ nhà mình yên ổn nhiều năm như vậy là do tòa biệt thự này ban cho, là khoa linh dị bọn họ âm thầm bảo vệ. Nói xong. Tôi và Thùy Họa đẩy cửa bước vào tòa biệt thự. Chương 665, Tôn Quý vô song 1. Sau khi vào biệt thự, trưởng khoa khoa linh dị, Hoàng Hiểu Huy đang đợi chúng tôi trong phòng khách. Ngoài ông ta ra, còn có vài vị cấp cao nhân tộc mặc đồng phục khác, có vẻ như địa vị của họ cao hơn Hoàng Hiểu Huy. Trong số đó có một người thu hút sự chú ý của tôi nhất, là một chàng trai trẻ mặc một thân hán phục đen, anh ta để tóc dài trên đỉnh đầu dùng một phát quan mặc ngọc cố định phần tóc lại thần niệm không thấy có, trên gối đặt một thanh kiếm cổ. Tôi nhận ra thanh kiếm này, nó là bảo vật quốc gia thanh kiếm Việt Vương Câu Tiễn. Theo truyền thuyết, Âu Giã Tử đã rèn tổng cộng 7 thanh kiếm nổi tiếng được truyền từ đời này sang đời khác, lần lượt là Thái A, Thuần Quân, Thất Tinh Long Uyên, Thừa Ảnh, Ngư Trường, Xích Tiêu và Trạm Lư. Sau khi chúng tôi bước vào, Hoàng Hiểu Huy và một nhóm thành viên cấp cao của khoa linh dị đứng dậy chào đón chúng tôi, chỉ mỗi chàng thanh niên mặc đồ đen kia vẫn ngồi yên bất động không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta át hẳn là nhân vật lớn được tổng bộ khoa linh dị cử đến gặp tôi. Bảy thanh danh kiếm được truyền từ đời này sang đời khác cũng đại diện cho khí số của nhân tộc, trấn áp phản ta. Bảo vật quốc gia, kiếm Việt phương câu tiến, chính là thuần quân. Đáng tiếc, ngoại trừ danh kiếm thuần quân được truyền lại, sáu thanh khác đều chìm trong dòng trải dài của lịch sử. Trong số bảy thanh kiếm nổi tiếng, Trạm Lư là kiếm của sự nhân đạo, Xích Tiêu là thanh kiếm của vương đạo, Thất Tinh Long Uyên là kiếm của chính nghĩa, Thái A là kiếm của chư hầu uy đạo, ngư trường là thanh kiếm của sự dũng cảm còn thừa ảnh là thanh kiếm tinh tế, nho nhã. Chỉ thuần quân là thanh kiếm tôn quý vô song, để đúc ra được thanh kiếm này, phải phá đi núi xích cận ngàn năm để lấy sắt, rút cạn nước sông nhược ra chảy vạn năm để lấy đồng. Khi đúc kiếm, lôi công đánh sắt, ngọc nương đổ nước, giao long giữ lò, thiên đế thêm than. Đại sư đúc kiếm Âu giã tử, tuân theo lệnh trời dốc hết tâm huyết, sức lực trong 10 năm trời cùng với chư thần mới tạo nên thành phẩm sau khi thanh kiếm hoàn thành, chúng thần quy thiên, đóng lại núi xích cận như trước, nước sông nhược ra lại chảy, Âu Giá Tử cũng vì cạn kiệt sức lực mà chết, thanh kiếm này đã trở thành độc nhất vô nhị. Nghĩ đến đây, tôi càng tò mò về thân phận và xuất thân của chàng thanh niên này, bởi vì có tư cách mang theo thanh kiếm này bên mình không được mấy người. Sau khi yên vị, Hoàng Hiểu Huy đã lấy chuyện ma đạo rút kiếm ở Đông Hải làm đề tài để bắt đầu hàn huyên, ca ngợi khí thế trỗi dậy oai hùng của ma đạo, lại tán thưởng hết thảy công trạng từ trước đến nay của ma đạo lần nữa. Kể từ khi xuất thế, đạo tổ tại núi không minh đã tự hủy huyền quan để tiêu diệt nguyên thần của ma, bình loạn giã tiên, thảo phạt âm sơn, ngăn chặn nguồn gốc của đại nạn giáng lên nhân gian. Ha ha, thật khó cho khoa trưởng hoàng còn ghi nhớ những chuyện này, ta còn tưởng rằng nhân đạo sớm đã quên sạch ma đạo ta rồi. Thùy Hòa cười lạnh nói, cha, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Hoàng Hiểu Huy thở một hơi dài, đáp, Chỗ khó của ông ta có thể hiểu được, nhưng sự bất công mà bọn ta phải chịu cũng là sự thật. Nên là, khoa trưởng Hoàng vẫn nên chuyển sang chủ đề khác càng sớm càng tốt. Tôi nói, "Được rồi, trước khi chúng ta vào vấn đề chính, xin mời đạo tổ và Lâm tướng quân theo tôi lên lầu đến phòng quan sát để xem một số thứ." Lúc này, chúng tôi cùng với nhóm người của Khoa Linh Dị đi lên tầng trên cùng. Phòng quan sát trên tầng cao nhất được trang bị đầy đủ thiết bị giám sát công nghệ cao, liên kết vệ tinh, ngoại trừ những bí cảnh cổ địa cùng hải ngoại cửu châu đại điện nơi nào cũng rõ ràng. Sau khi đi lên, Hoàng Hiểu Huy trước tiên phát đoạn video cho chúng tôi. Video này đến từ núi Thái Âm, Tổ Đình Âm Sơn. Tổ Đình Âm Sơn cũng được coi là một bí cảnh, vốn sẽ không bị vệ tinh theo dõi, sau khi ma đạo dẹp yên Âm Sơn, Âm Sơn hoàn toàn lộ ra thế giới bên ngoài. Đoạn video quay lại khu phế tích của Tổ Đình Âm Sơn, chịu sự ảnh hưởng gây nhiễu của âm khí Âm Sơn, nên hình ảnh rất mơ hồ dù cho hình ảnh mơ hồ nhưng tôi vẫn nhìn ra có người đứng trên đống đổ nát kia không phải là một mà là ba hoàng hiểu huy phóng to một góc và cải thiện độ rõ nét thông qua xử lý kỹ thuật sau đó tôi mới thấy rõ cả ba người họ đều mặc đạo bào của âm sơn pháp mạch người dẫn đầu là một đạo sĩ giả với bộ râu và mái tóc bạc trắng video phát đến đoạn này lão đạo sĩ đột nhiên vung tay lên phóng lên trời một luồng kiếm khí sau đó màn hình tối đen như mực có chuyện gì vậy tôi hỏi vệ tinh của khoa linh dị giám sát núi Thái Âm đã bị năng lượng kiếm khí này phá hủy rồi. Hoàng Hiểu Huy nói, tôi nghe vậy vô cùng kinh hãi, không ngờ kiếm khí của lão đạo sĩ lại đạt đến cảnh giới đáng sợ như vậy. Với thành tựu kiếm đạo hiện tại của tôi, tôi nhiều nhất có thể chém mây bay bằng kiếm, nhưng ông lão này đã có thể dùng kiếm của mình chạm đến các vì sao, năng lượng kiếm khí của ông ta trực tiếp lên đến cửu trùng thiên. Điều này làm tôi nhớ đến tình huống trong đại miếu ngày hôm đó, phân thần của ma đạo tổ sư một kiếm chọc xuyên qua hoa hoàng cung. Ngẫm lại, lão đạo sĩ này chắc đã đạt chiến lực của đạo tổ, có lẽ còn hơn thế nữa. Đây là âm sơn lão tổ. Tôi hỏi, đúng vậy, chính là âm sơn lão tổ Trần Dương, người này mấy tháng trước ra khỏi núi Thái Âm, sau khi ông ta rời đi, toàn bộ núi Thái Âm trở thành bình địa. mươi 666, Tôn Quý Vô Song 2 Cái gì, núi Thái Âm là do thi thể của Vọng Thiên Hống hóa thành, dựa vào ý chí của Vọng Thiên Hống để chống đỡ toàn bộ ngọn núi. Theo truyền thuyết, nguyên nhân khiến âm sơn lão tổ bế tử quan không phải để cải thiện thuật pháp âm sơn mà là để hấp thụ sức mạnh ý chí của vọng thiên hống và biến nó thành của riêng một khi thành công ông ta có thể thăng cấp trở thành đạo tổ mạnh nhất cũng giống với thiên tôn đạo tổ cũng có cảnh giới nhưng cảnh giới của đạo tổ không phải dựa vào sức mạnh của đại đạo để tính mà dựa trên việc sở hữu bao nhiêu sức mạnh nguyên sơ hỗn độn và cả sự mạnh yếu của lực này đại đạo vốn dĩ sinh ra từ sức mạnh nguyên sơ hỗn độn sau khi hóa thân thành đạo rồi tu luyện trong hư không vũ trụ, chẳng qua là lĩnh ngộ được lực lượng thuần túy nhất của nguyên khí hỗn độn, cái gọi là độn tẩu đích nhất cũng là chỉ sức mạnh nguyên sơ hỗn độn. Âm Sơn lão tổ ban đầu cũng trải qua tu luyện hư không vũ trụ, nhưng ông ta không tìm thấy độn tẩu đích nhất, vậy nên đạo tổ này của ông ta có chút hữu danh vô thực. Nhưng một khi ông ta luyện hóa hết ý chí của vọng thiên hống, chẳng những có thể hoàn mỹ thay thế danh đạo tổ của độn tẩu đích nhất, đồng thời còn có thể tăng sức chiến đấu của mình lên cảnh giới của đạo tổ mạnh nhất bởi vì lực ý chí của vọng thiên hống cũng là một trong những loại lực hỗn độn nguyên sơ vừa vặn cùng thuộc tính với đạo của âm sơn lão tổ cho nên chúng có thể dung hợp trồng chất lên nhau đạo tổ mạnh nhất đã là cực hạn tu hành của đạo môn đột phá lên nữa có thể uy hiếp đến sự tồn tại của thiên đạo tự cổ trí kim chỉ có ma đạo tổ sư là đứng ở đỉnh cao đạo tổ và lại một mực luôn nỗ lực đột phá đến cực hạn đạo tổ không còn nghi ngờ gì nữa chiến lực hiện tại của trần dương rất đáng sợ e rằng ông ta đã vượt qua cả nữ oa đạo đức thiên tôn, tiên đạo ngọc hoàng đại đế, về phần có thể so sánh với cửu u nữ đế hay không, còn phải xem lực nguyên sơ hỗn độn do ông ta khống chế và cửu u nữ đế khống chế ai mạnh hơn, ai yếu hơn. Cũng giống với đại đạo, lực nguyên sơ hỗn độn cũng có rất nhiều loại, có mạnh có yếu. Nếu như sức mạnh nguyên sơ hỗn độn mà Trần Dương kiểm soát không mạnh bằng cửu u nữ đế, thì hiệu ứng trồng chất chiến lược này có thể tăng lên nhưng rất hạn chế. Vì rằng dù chứng rất nhiều nhưng đến cùng cũng không thể làm vỡ cục đá được sự xuất thế của âm sơn lão tổ Trần Dương khiến tôi cảm thấy áp lực mạnh mẽ. Những gì Hoàng Hiểu Huy nói tiếp theo đây lại càng khiến tim tôi cảm thấy vô cùng nặng nề. Ông ấy nói sau khi âm sơn lão tổ xuất thế, giã tiên từ khắp nơi trong thiên hạ đã lũ lượt kéo đến âm sơn, phối hợp với hai vị đệ tử đích hệ còn sót lại của âm sơn lão tổ, vị sát quân thứ bảy và thứ tám, xây dựng lại tổ đình, thành lập liên minh quỷ yêu. Sau khi trận chiến với giã tiên ở quan ngoại kết thúc, một số giã tiên còn sót lại chạy trốn vào núi sâu, một số khác trốn vào âm sơn đã bị ma đạo tiêu diệt còn có một số theo liễu như thị đi đến tiên sơn tiên đảo ở hải ngoại tôi còn tưởng dã tiên sẽ không bao giờ đánh tiếng gì nữa nhưng không ngờ rằng họ lại dám xuất thế lần nữa dã tiên sẽ không vô cớ xuất thế ắt phải có người đứng sau chỉ thị thùy họa lên tiếng lâm tướng quân nói đúng theo như tình báo chúng tôi thu được từ khoa linh dị băng long ngạo hàn đã trùng sinh hiện đang ở âm sơn hoàng hiểu huy nói rằng âm sơn giờ đây quỷ khí thông thiên yêu khí dày đặc, che khuất thiên cơ, liên minh quỷ yêu trở nên khí thế và có đủ sức mạnh để chống lại ma đạo. Ngày đó khi ma đạo tấn công đại miếu giã tiên, thân thể ngạo hàn đã bị phá hủy, thần hồn được nữ oa thu vào cờ chiêu hồn. Ngạo hàn có thể trùng sinh, điều này cho thấy nữ oa lần này có ý muốn trở thành kẻ thù của ma đạo. Trong trận chiến phong thần 3.000 năm trước, nữ oa bị ma đạo tổ sư áp đảo, không chọn theo phe nào, lần này bà ta quyết tâm tiêu diệt ma đạo rồi âm sơn lão tổ coi ma đạo là kẻ thù không đội trời chung nữ oa cũng vậy hai người họ đã hợp lực để giáng đại kiếp sinh tử cho ma đạo còn có một âm ty luôn ẩn nấp trong bóng tối mà theo dõi ma đạo nếu như ba bên này đồng thời liên thủ ma đạo sẽ thật sự khó thoát khỏi từ kiếp rồi vốn tưởng rằng đông hải rút kiếm đã đủ để ma đạo uy hiếp tam giới nhưng không ngờ cái tìm đến lại là đại kiếp sinh tử bây giờ ba bên đã không động thủ chủ yếu là vì khí số của nhân tộc vẫn còn đó và nhân tộc không cho phép chư thần, thiên tôn tham chiến. Nhưng sức lực của nhân tộc có hạn, không thể nào chế ngự được hết cả tam giới. Nếu trận chiến giữa nhân, thiên hai đạo nổ ra tại thục sơn cổ địa làm xuất hiện cuộc chiến thiên tôn, liên minh quỷ yêu và âm ti nhất định sẽ nhân cơ hội mà tấn công ma đạo, đến khi đó thì ma đạo sẽ tự bảo vệ mình như thế nào đây? Ma đạo các ngươi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có lựa chọn hợp tác với bọn ta, cùng nhau ứng phó với kiếp nạn lớn nhất của nhân gian thanh niên áo đen nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng. Khi còn chưa mở lời, một tia thần niệm cũng không có. Nhưng ngay khi cậu ta nói, uy áp thần niệm vô đối lập tức ảo đến. chương 667, Ma Đạo Quyết Đoán một Khí thức thần niệm truyền đến từ người thanh niên áo đen này rất mạnh mẽ, lờ mờ hình thành nên hiệu quả uy áp của kẻ trên cơ. Tôi chưa chứng thiên tôn, nên thiên tôn mạnh nhất có thể giải phóng uy áp thần niệm của bậc bề trên đối với tôi, nhưng khi tôi quay đầu lại nhìn về Thùy hỏa tôi phát hiện ra rằng thần sắc của cô ấy cũng rất khó coi, ngọn hỏa diễm bích lam bên dưới cặp kính dâm không còn che được nữa, mái tóc trắng bay nhảy điên cuồng. Thùy hỏa thuộc thiên tôn mạnh nhất, ngay cả cô ấy cũng cảm nhận được hiệu quả uy áp thần niệm của kẻ trên. Điều này cho thấy rằng thần niệm của chàng thanh niên áo đen ít nhất cũng thuộc hàng thiên tôn đỉnh cao, hoặc có lẽ đã đến cấp bậc đạo tổ. Tình huống này khiến tôi nhớ đến những gì Tạ Uẩn đã nói với tôi, 10 năm trước, cấp cao của nhân tộc từ Tần Hoàng Lăng đã thỉnh ra một vị trí cao vô thượng lại kết hợp với việc chàng trai trẻ này được đeo bên mình thanh kiếm thuần quân tôn quý vô song trong lòng tôi cũng đã hiểu ra hết thảy cũng may thanh niên áo đen lập tức thu lại thần niệm áp lực mau chóng biến mất ngươi muốn hợp tác thế nào tôi hỏi ta muốn ma đạo tạo áp lực đối với nhân tiên hai đạo cấm chế thiên tôn ra tay việc này chỉ có thể là ma đạo làm chư thần tại vị nhân tộc trước mặt nhân tiên hai đạo cũng không có bao nhiêu tiếng nói thanh niên áo đen nói những gì cậu ta nói là sự thật nhân tiên hai đạo đã chia tách thần linh trên trời. Cái gọi là ngẩng đầu ba thước có thần linh, nhân tộc là bị ràng buộc bởi sự mê tín thâm căn cố đế, tận sâu trong tâm họ không muốn làm những điều báng bổ thần linh. Một khi khoa linh dị trở mặt với nhân, tiên hai đạo, thì khí số nhân tộc sẽ bị đẩy nhanh tốc độ tiêu vong. Do đó, nhân tộc chỉ có thể bất lực nhìn nhân, tiên hai đạo chiến đấu với nhau ở khắp nơi trên nhân gian, nhưng lại không cách nào can thiệp. Nhưng ma đạo lại không giống, ma đạo không gần quỷ thần chuyện này thì ma đạo có thể làm được. Tôi nói, không chỉ vậy, tôi còn muốn ma đạo xuất binh đến nhân gian. Trong Tết Trung Nguyên năm nay, âm ty đã thả 800 vạn ác quỷ từ quỷ môn quan để hoàn dương, bốn tòa quỷ thành lớn âm khí sung thiên, người quỷ bất phân, khoa linh dị lại thiếu sức mạnh chiến đấu mũi nhọn, tôi cần ma đạo phái ra quân đoàn vong hồn, quét sạch yêu ma trong thiên hạ. Chuyện thả ác quỷ ra ngoài, từ rất sớm trước khi thời đại mạt Pháp kết thúc thì âm ty đã làm rồi. Sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc, chư thần, thần niệm xuống nhân gian, hương hỏa từ các đạo quán khắp nơi trên nhân gian ngày một thịnh vượng, thoải mái thu hoạch tín ngưỡng của nhân tộc. Để thể hiện sự tồn tại của mình, âm ti đã thả ác quỷ từ địa ngục hoàn dương, để nhân tộc kính sợ sự tồn tại của âm ti mà thờ cúng chúng thần âm ti. Tuy nhiên, thờ thần thì nhiều, thờ quỷ thì ít, trong trận tranh hương hỏa này, âm ti không thể địch nổi nhân, tiên hai đạo. Không thể không tăng cao số lượng của ác quỷ qua từng năm, khiêu khích giới hạn của nhân tộc. Ác quỷ sau khi hoàn dương thì ở nhân gian lượn lờ khắp trốn, trong đó có bốn tòa quỷ thành lớn là thịnh vượng nhất. Bốn tòa quỷ thành lần lượt là Phong Thành Trùng Khánh, Quỷ Thành Thái Sơn ở Hà Trạch, Sơn Đông, Quỷ Thành Nghiệp Đô ở phía Bắc An Dương, Hà Nam, Quỷ Thành Cao Miếu tại Trung Vệ, Ninh Hạ. Bốn nơi này đều là nơi âm khí ngưng tụ nhiều, chư thần tránh né, đồng thời cũng là nơi dân cư đông đúc của nhân tộc. Khoa linh dị không có cách nào để điều chuyển dân số, cũng không thể sử dụng vũ khí gây bức xạ điện từ trên quy mô lớn, chỉ có thể sử dụng chiến thuật đám đông, cùng lúc khi tiêu diệt tà khí thì cũng chịu thương vong nặng nề. Vậy nên thanh niên áo đen mới đề nghị xuất binh, một lần quét sạch cả bốn tòa quỷ thành. Đại quân vong hồn không chỉ có thể nhanh chóng phân biệt được chân thân thực sự của ác quỷ, mà còn có thể tiêu diệt chúng thành cho bụi một cách cấp tốc và hiệu quả. Bây giờ đại quân vong hồn của ma đạo sở hữu hơn 40 vạn quân, hoàn toàn có khả năng tiêu diệt 800 vạn ác quỷ do âm ti phóng thích ra. Đừng nói là ác quỷ, cho dù là quỷ vương quỷ mẫu cùng tu la, quỷ sát ở địa ngục thì khi đến cũng đều tiêu diệt. Chuyện này ma đạo cũng có thể làm được, nhưng đã là hợp tác, các bên đều phải góp sức, không thể để các ngươi không làm gì, chỉ có ma đạo ta đánh tiên phong. Tôi nói, ma đạo tổ sư, người phải biết, bọn ta là người duy trì cục diện hiện tại, khoa linh dị đã không thể gánh vác gì được. Nhân, tiên hai đạo bên nào bọn ta cũng không thể đắc tội được, cũng không thể phân ra binh lực để quét sạch liên minh quỷ yêu của Âm Sơn. Thanh niên mặc đồ đen nói, như vậy mà nói thì cũng giống như trước đây vậy, mà đạo xuất thế ứng kiếp, khoa linh dị thì ngồi mắt ăn bát vàng. Thùy Hòa cười khẩy nói, không giống nhau, khoa linh dị sẽ không làm gì, nhưng bọn ta có thể giúp ma đạo các người làm một chuyện. Ta tin tưởng chỉ cần ta có thể hoàn thành chuyện này, mà đạo các người sẽ không còn cảm thấy khoa linh dị nợ các người gì nữa. Ồ, người lại định làm gì cho ma đạo? Tôi tò mò hỏi, đến lúc đó thì các người khác biết. Mặc dù người thanh niên mặc đồ đen đó không nói anh ta sẽ làm gì cho ma đạo, nhưng chúng tôi vẫn không thể từ chối yêu cầu của anh ta. Chương 668, Ma đạo quyết đoán 2. Nếu trận chiến ở cổ địa Thục Sơn làm nổ ra tranh đấu thiên tôn, thì cục diện chiến đấu sẽ hoàn toàn mất kiểm soát, từ cổ địa Thục Sơn mà lan khắp nhân gian, dẫn đến trận chiến phong thần diễn đến sớm hơn. Nhân, tiên hai đạo sớm muộn gì cũng phải đánh, sớm một chút hay muộn một chút cũng không hề gì, nhưng ma đạo tôi thì phụng bồi không nổi, đặc biệt là khi tôi biết đến sự tồn tại của liên minh quỷ yêu. Một âm ty đã khiến ma đạo đau đầu, lại thêm liên minh quỷ yêu, ma đạo còn có đường sống không chứ? Do đó, bất kể có hợp tác hay không, ma đạo cũng phải ngăn chặn cuộc chiến của nhân, tiên hai đạo ở cổ địa Thục Sơn làm nổ ra chiến tranh thiên tôn. Đối với nhiệm vụ thanh trừng bốn quỷ thành lớn, đại quân vong hồn hơn bốn người vạn của ma đạo là dư sức thắng lợi. Không chỉ có thể đạt được sự công nhận của nhân tộc mà còn có thể nâng cao sức chiến đấu qua trận chiến, một mũi tên chúng hai đích. Nếu không sau này đại quân đệ tử ma đạo làm sao để nhập thế cũng sẽ thành vấn đề lớn. Ma đạo cần sự công nhận của nhân tộc, dù sao trước khi khí số của nhân tộc hoàn toàn biến mất thì họ vẫn là chủ nhân lớn nhất của nhân gian này. Sau khi rời khỏi biệt thự, tôi cùng Thùy Họa Ngự không bay thẳng về Đông Hải, tìm Khương Tuyết Dương để thảo luận. Vào thời điểm này, việc củng cố xây dựng căn cứ trên biển ở Đông Hải đã bắt đầu, Khương Tuyết Dương làm việc ngày đêm, không ngại gian khổ. Cửu Thiên Phong Chủ, Phong Thập Bát phụ trách điều vận trên biển, sử dụng sức mạnh của gió để thi triển thuật rời núi lấp biển, giúp ma đạo thu thập các hòn đảo trên biển, vận chuyển vật liệu từ quy khư, xây dựng đình viện tròm sao bắt đầu. Sau khi nghe tôi nói xong về thế cục nhân gian, Khương Tuyết Dương lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Ta biết rằng âm sơn lão tổ sẽ xuất thế, nhưng ta không ngờ rằng ông ta sẽ liên minh với nữ oa. Phong thập bát nói, hiện giờ cái tôi lo lắng nhất chính là thái độ của âm ti. Nếu như liên minh quỷ yêu cùng âm ti liên thủ lại, thì ma đạo chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Khương Tuyết Dương nói, đây cũng là điều khiến tôi lo lắng nhất, mà chuyện này lại rất có thể xảy ra. Nói đến thân phận của thanh niên áo đen, Khương Tuyết Dương cũng không đoán ra được. Tần Thủy Hoàng là nhân tổ, có thể nói toàn bộ khí số nhân tộc đều bắt nguồn từ ông ta. Nếu hắn đến từ Tần Hoàng Lăng, nhất định cùng Tần Thủy Hoàng có mối liên hệ. Khương Tuyết Dương nói, chẳng lẽ người đó là Tần Thủy Hoàng nhất bàn chuyển thế? Tôi hỏi. Tần Thủy Hoàng không phải một người tu hành, chỉ là một người mang mệnh đế vương. Người thực sự đóng góp vào việc thống nhất hoa hạ không phải là ông ta, mà là hai người đứng sau ông ta. Hai người nào, tôi hỏi, tôi chỉ biết trong số đó có một người là Từ Phúc, còn người kia, đạo tàng cũng chỉ có thể dùng thuật đại diễn để suy đoán sự tồn tại của ông ta, nhưng không ai biết thân phận của ông ta. Không chỉ nhân gian cha không ra thân phận của ông ta, ngay cả âm thi lẫn thiên đình cũng không có ghi chép liên quan đến người này sau khi tần thủy hoàng chết ông ta cũng biến mất theo khi khương tuyết dương nhắc đến từ phúc tim tôi đập loạn tôi nhớ đến vị đạo sĩ điên đã kiểm tra tôi nên đã miêu tả lại hình dáng đạo sĩ điên cho cô ấy nghe ông ta có lẽ là từ phúc không ngờ người này lại còn sống đạo tàng ghi chép sau khi nhà tần thành lập tần thủy hoàng đã phái từ phúc ra hải ngoại tìm thuốc trường sinh từ phúc sau khi đi không trở về nữa đúng rồi cậu đã gặp ông ta như thế nào khương tuyết dương nói Lúc đó còn tưởng là tình cờ gặp trên đường, nhưng nghĩ lại thì rõ ràng là ông ta vì tôi mà đến. Ngay lập tức, tôi đã kể cách từ phúc xem bói cho tôi, cũng như những manh mối về Thủy Kỳ Lân cho Khương Tuyết Dương nghe một lượt. Ôi, tạ lan, cậu không nên để ông ta xem mạng cho cậu. Khương Tuyết Dương nghe xong thở dài nói, không trách tạ lan được, Thủy Kỳ Lân đối với ma đạo mà nói là rất quan trọng. Thủy Hòa biện hộ cho tôi, tôi biết không thể trách tạ lan, nhưng không ngờ từ phúc lại to gan như vậy, đến mạng của tạ lan cũng dám xem, may là hắn tự mình hiểu biết, chỉ dám thử, không có lấy ngày sinh bát tự để tính kỹ, nếu không ông ta sẽ giống với Trần Thu Huệ tề quán khi đó, từ kiếp khó thoát. Tuyết Dương, mạng của tôi lại có huyền cơ gì vậy? Tôi cũng không biết, việc ngay cả cửu u nữ đế nhìn còn không thấu thì làm sao tôi biết được. Cho nên là, lời nói của từ phúc cũng không thể tin được. Bói toán cũng giống như hỏi đường vậy, tin thì đi theo con đường người đó chỉ, còn nếu không tin thì tự đi con đường của mình tôi hiểu rồi cảm ơn cô nghe những gì tuyết dương nói đã hoàn toàn phá vỡ nút thắt trong tôi nhưng đáng tiếc có một số điều dù tin hay không là lúc xảy đến thì vẫn đến đúng rồi tạ lan cậu định chuẩn bị thuyết phục nhân tiên hai đạo như thế nào khương tuyết dương hỏi nhân tiên hai đạo giống như lửa và nước tạ lưu vân và mộ dung nguyên duệ đều là những người có trí thông minh vượt trội loại người này sẽ không bao giờ sửa đổi hành vi của mình bởi lời nói của người khác vậy nên tôi cũng không có ý định thuyết phục họ. Tôi đáp, vậy cậu sẽ làm thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần rút kiếm, thiên tôn bên nào ra tay trước, mà đạo khai chiến với bên đó. Tốt, đây mới là thái độ nên có của ma đạo tổ sư. Tạ Lan, người càng ngày càng giống hắn của năm đó rồi, sát phạt quyết đoán. Giờ ta sẽ truyền tin trong gió, triệu tập thiên tôn ma đạo về chuẩn bị chiến đấu. Cửu thiên phong chủ, phong thập bát nói, chương 669, của địa trùng du một. Việc ở cổ địa Thục Sơn không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa, căn cứ theo tư liệu mà khoa linh dị cung cấp, hai đạo nhân tiên đều có thần minh tiến vào Thục Sơn. Thần minh tiên đạo đến từ Tam Thập Lục Thiên Canh, tương truyền trong văn hóa dân gian Trung Quốc, Tam Thập Lục Thiên Canh thường liên thủ hành động cùng nhị thập bát túc, thất thập nhị địa sát trừ yêu diệt ma. Đạo tàng cho rằng sau bắt đầu tụ hợp có Tam Thập Lục Khỏa Thiên Canh Tinh, mỗi thiên canh tinh đều có một vị thần, gọi chung là Tam Lục Thiên Canh Chính Thần. Tuy nói chiến lực 36 vị tinh quân đều thuộc hàng đỉnh phong nửa bước thiên tôn, nhưng mà do tinh quân quanh năm suốt tháng hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng, trên người còn mang thần vị, chiến lực vượt xa nửa bước thiên tôn của đạo môn ở nhân gian. Tổng thể sức mạnh chiến đấu của tam thập lục thiên canh vô cùng xuất sắc, ở thần giới thiên đình cũng được xếp vào hàng ngũ ưu tú. Thần minh nhân đạo tốt xấu lẫn lộn, số lượng cũng ít hơn khá nhiều so với tiên đạo. Dưới tình thế thiên tôn không xuất thế, vì muốn tìm ra chiến lực có thể đối kháng trực diện với tam thập lục thiên canh, nên nhân đạo chỉ đành chọn ra tam thập lục lôi tướng từ dưới chướng của lôi chủ đầu mẫu nguyên quân. Trong đạo tàng có ghi chép lại, lôi chủ đầu mẫu nguyên quân cư ngụ tại vương tọa lôi thần Tây Thiên Bích Tiêu Lôi Hải. Vương tọa lôi thần cao 81 thước, bên trái có ngọc trụ ngũ lôi sứ viện, bên trái có ngọc phủ ngũ lôi sứ viện. Phía trước vương tọa lôi thần có trống sấm gồm 36 mặt trống, 36 thần tư chi, chỉ cần đúng thời điểm xét đánh, đầu mẫu nguyên quân đích thân đánh trống, ngay lập tức liền xuất hiện một lôi tướng phụng mệnh giáng xét. Vào ngày 36 lôi tướng hạ giới, đổ mẫu nguyên quân khua chiên gióng chống khấy động mưa gió sấm sét trên trời cao, đánh dồn dập vào 36 cái trống sấm, bỗng nhiên trời nổi sấm sét ầm ầm, tia chớp hỗn loạn, dung chuyển cả bầu trời, chúng sinh hoảng sợ quỳ dạp xuống hô lớn pháp hiệu đổ mẫu nguyên quân. Hương hỏa của chúng thần nhân đạo tại nhân gian tăng vọt, giúp cho khí số nhân đạo cũng bành trướng trên diện rộng, đẩy cao sức ảnh hưởng lớn mạnh của cờ chiêu hồn. Từ khi thời đại mạt pháp chấm dứt đến nay, thần minh bổn tôn lần đầu tiên hạ giới tham gia chiến đấu. Ban ngày của địa thục sơn nổi sấm sét đùng đùng, ban đêm vì sao rực rỡ, dẫn phát mọi loại thiên tượng dị thường. Vì đoạt lấy tử thanh song kiếm, hai bên nhân, tiên đạo đều đã hao tổn trăm vạn đạo binh trên đất thục, tận dụng hết mọi ưu thế của đạo môn nhân gian, đến ngày hôm nay. Tam thập lục thiên canh và tam thập lục lôi tướng đã triển khai trận chiến khốc liệt trên đất thục. Ngoài ra, hai đạo nhân tiên vẫn còn giấu giếm vô số kế hoạch phòng hờ đằng sau thần tiêu cửu thần sở hữu chiến lực thiên tôn đợi sẵn ở đây, nhị thập bát tinh túc cũng đã rời khỏi thiên đình. Về phía nhân đạo, tứ đại ngũ soái và ngũ khí chân quân đã nhậm chức, còn thêm hàng tá đệ tử đích hệ siêu mạnh của hàm cốc quan. Tử thanh song kiếm càng phát ra ánh hào quang rực rỡ tại cổ địa Thục sơn, cuộc chiến tranh giành giữa hai đạo nhân tiên càng thêm ác liệt, khả năng cao sẽ rơi vào thế trận quyết chiến một sống một còn. Dưới tình huống này, mà đạo muốn khuyên can hai bên không phái ra thiên tôn quả thật khá khó khăn nếu như không thể rút củi dưới đáy nồi, chỉ đành đổ thêm dầu vào lửa thôi. Phong thập bát dùng hảo đáng thần phong truyền tin, triệu tập thiên tôn và chúng đệ tử ma đạo nhập thế lập tức quay trở lại Đông Hải, vào quy khơi tập kết đội quân chuẩn bị chiến đấu. Đợi khi tất cả mọi người đều nhận được tin tức, khổng tước Minh Vương và Tiếu Ca Thiên Tôn quay về đầu tiên, tiếp đó lần lượt là A Lê và Ngạo Phong, hai đại sát thần, Kiêm Hà, cuối cùng Bắc Minh Tú và Phong Lưu Sương dẫn theo hai vạn hồ tộc Thanh Khâu ở Hàn Hoang trở lại Đông Hải sự trở lại của hồ tộc Thanh Khâu khiến lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Trên Đông Hải, mà đạo đã tổ chức một buổi tiệc chào đón hồ tộc Thanh Khâu, toàn quân đồng thanh hô to tên húy của Lưu Phong Thiên Tôn, đón đệ tử hồ tộc Thanh Khâu vào quy khư. Nhìn đôi nam thanh nữ tú của hồ tộc Thanh Khâu từng người đều anh tuấn kiệt xuất ngồi trên thuyền chiến, lòng tôi cảm khái bồi hồi, hy vọng bọn họ có thể tìm thấy chỗ nương thân ở quy khư. Sau khi 500 đệ tử nhân tộc Hồng Hoang nhập thế quay về, bàn luận vô số những tin đồn ở nhân gian, làm tinh thần của đệ tử Quy Khư trở nên chán nản. Nhân gian đã không phải là nhân gian của năm xưa nữa, ngược lại, Quy Khư trở thành nơi trốn mà họ không thể rời bỏ nhất, là ngôi nhà xứng đáng để họ liều mạng bảo vệ. Với mức độ nồng đậm của linh khí trong Quy Khư, cho dù ma đạo không gia nhập, trong tương lai cũng khó thoát khỏi cuộc chiến tranh giành thế lực của tam giới. Các vị thiên tôn ma đạo nhập thế tuy rằng không hiện thân ở nhân gian, nhưng tin tức ma đạo ồ lạt nhập thế đã lan truyền rộng rãi khắp nhân gian, đáng tiếc thay Ngoài những dị loài như vong hồn yêu quái chạy trốn tán loạn ở nhân gian ra, thì các nhân tộc tin tưởng sùng bái giáo lý ma đạo chẳng được mấy người. So với ma đạo im hơi lặng tiếng ở nhân gian, bọn họ càng bằng lòng tin tưởng thờ cúng thắp hương tượng thần trong đạo quán hơn. Tượng thần cho bọn họ cảm giác an toàn, vượt xa sự bình an yên ổn do đệ tử ma đạo lao đầu vào gió tanh mưa máu đổi lại. Đối với việc này, tôi không còn cảm thấy thất vọng như trước đây. Chương 670 của Địa trùng Du 2 Quan trọng nhất chính là tôi cho rằng thời đại truyền đạo đã trôi qua rồi. Thời đại hỗn loạn, người quỷ bất phân đạo đức không còn lễ pháp chưa hoàn thiện, mới cần tam đạo nhập thế dạy dỗ người đời. Mà hiện giờ, nhân tộc đã quật khởi và phát triển phồn vinh hưng thịnh, không cần tốn công cảm hóa nữa. Ma đạo không xây tượng thần, cũng không cần thiết phải tranh đoạt lòng dân với hai đạo nhân tiên. Mà đạo tôi chỉ cần tìm mọi cách sống sót qua trận chiến phong thần, đến lúc đó sẽ trở thành sự lựa chọn duy nhất trong lòng vạn dân. Trước thời điểm đó, thì cái gọi là lòng dân không hề có ý nghĩa gì với ma đạo đợi ma đạo tập hợp đội quân tiên phong xong xuôi tôi và thùy họa trở lại huyện hà khúc việc đàm phán với hai đạo nhân tiên do khoa linh dị chủ trì địa điểm tại đàm cửu long đàm cửu long là nút thắt quan trọng cho sự kết thúc của thời đại mạt pháp cũng là nơi khởi đầu của ma đạo tôi nếu không phải tạ lưu vân tra xét huyền cơ của cửu long kéo quan trong sông hoàng hà có lẽ thời đại mạt pháp sẽ không chấm dứt sớm như vậy từ phương diện này thứ cửu long kéo không phải quan chấn hồn, mà là tiến trình thay đổi của lịch sử. Tạ Lưu Vân vâng lệnh trời tra xét huyền cơ, dẫn đến sự kết thúc của thời đại mạt Pháp. Cổ địa thuộc Sơn chiếm đóng bên trong thâm Sơn cùng cốc trên đất thuộc, mấy lãnh đạo cấp cao như Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đều không có mặt ở đây. Tạ Lưu Vân đang ở động thiên núi Nga Mi, còn Mộ Dung Nguyên Duệ đang ở phúc phúc địa núi Thanh Thành. Cái gọi là Nga Mi Thiên Hạ Tú, Thanh Thành Thiên Hạ U, ám chỉ hai nơi tiên cảnh hữu tình tại chốn nhân gian này sau khi thời đại mạt pháp đặt dấu chấm hết núi nga mi đã không còn là nơi du sơn ngoạn thủy của nhân tộc nữa đã sớm trở thành ngọn núi thánh cao xa người người ngưỡng mộ sùng bái kim đỉnh của núi nga mi tạ lưu vân đang đánh cờ cùng kiếm tiên lữ thuần dương giữa biển mây lưu vân để có biết tại sao nhân đạo bất chấp mọi giá phải giành lấy tử thanh song kiếm hay không lưu thuần dương nói ta chỉ biết thứ mà chúng ta tranh giành không phải mỗi tử thanh song kiếm đó tạ lưu vân nói không sai dù tử thanh song kiếm thần bí đến đâu trung quy cũng là vật ngoài thân mà chiến lược đến từ bản thân kẻ tu hành tử thanh song kiếm có liên quan đến đại nạn chư thần hoàng hôn của thiên giới ta hiểu rồi tạ lưu vân nghĩ ngợi một lúc rồi nói đệ hiểu rồi thì tốt nhớ kỹ nhân đạo buộc phải đoạt được hai thanh kiếm này ván cờ vẫn chưa phân định thắng thua bỗng xuất hiện đệ tử nhân đạo phi thân bay đến kim đình hành lễ với tạ lưu vân lữ thuần dương rồi bẩm báo khoa linh dị nhân tộc đến gửi thiệp mời nói xong bèn trình lên thiệp mời. Phía trên viết ngắn gọn một hàng chữ, Khoa Linh Dị Yến tháp tổ chức buổi yến tiệc tại Đàm Cửu Long, kính mời người nắm giữ cờ nhân đạo tạ Lưu Vân Đại Giá Quang Lâm. Người tên Yến tháp này có lai lịch như thế nào? Chỉ biết 10 năm trước ông ấy xuất thế tại Hoành Không, vừa xuất hiện đã tiếp quản tổng bộ Khoa Linh Dị, cán bộ cấp cao nhân tộc còn đem kiếm thuần quân giao cho ông ấy. 10 năm trước, cán bộ cấp cao nhân tộc tế bái Tần Hoàng Lăng, nghe nói mời được một nhân vật trí cao vô thượng. Lữ Thuần Dương nói ý của sư huynh là, Yến Tháp chính là người đó. Có phải hay không, đệ gặp ông ấy rồi ắt có thể nhận ra thôi. Nếu như thật sự là ông ấy, đệ phải cẩn thận đấy, năm đó Tần Vương dẹp loạn sáu nước thống nhất thiên hạ, đằng sau còn nhờ công lao của ông ấy. Cùng ngày, thiệp mời của Yến Tháp cũng đưa đến trước mặt mộ dung nguyên duệ. Lúc ấy, mộ dung nguyên duệ đang cùng Bắc cực tử vi đại chủ trì hội nghị tiên đạo, đông đảo thần tiêu cửu thần, thập nhi bát tinh túc tinh quân đều tề tựu tại đây. Nhân tộc lại chọn ngay thời điểm then chốt này gửi thiệp mời, nhất định có liên quan đến chiến sự ở cổ địa Thục Sơn. Bắc cực tử vi đại đế nói, ừ, nhân tộc không muốn thiên tôn tham chiến. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, Ây, nếu không phải vì tử thanh song kiếm xuất thế, đạo đức thiên tôn và Ngọc Hoàng cũng không muốn phái thiên tôn tham gia vào sớm vậy đâu, triệt để phá hủy hoàn toàn rồi. Bắc cực tử vi đại đế thở dài nói, hai đạo nhân tiên tuy ở vào thế tranh giành đấu đá khá lâu, nhưng đến tận bây giờ vẫn không tính là hoàn toàn phá hủy thế cân bằng, mấy tổn thất của đệ tử ở nhân gian vẫn chưa thấm vào đâu. Nhưng nếu như chiến lực đẳng cấp thiên tôn cũng vướng vào vũng bùn này, giữa hai đạo sẽ không thể tìm thấy chỗ xoa dịu nữa. Từ nay về sau chỉ còn cách không chết không thôi, mãi đến lúc quyết định thắng bại mới có thể ngừng lại. Tuy rằng hai đạo nhân tiên không thể thỏa hiệp vì nhân tộc, nhưng vẫn giữ đúng lời hẹn đến đàm cửu long. Chỉ cần một ngày khí số nhân tộc không tiêu vong, tại nhân gian này nhân tộc vẫn đứng đầu hương hỏa của chư thần có hưng thịnh đến mấy, cũng không thể so sánh với vũ khí lợi hại vô song của quốc gia. Cách biệt 20 năm, Đàm Cửu Long lại lần nữa có cơ hội đứng dưới ánh mặt trời. So với năm đó, thủy vực Hoàng Hà trật tự yên bình, nước sông chảy cuồn cuộn, người đã chết mãi mãi không trở lại, ngày đêm sẽ không ngừng trôi. Người của khoa linh dị đã phong tỏa hai bờ sông Hoàng Hà, thủy vực Đàm Cửu Long đậu một con thuyền rồng khổng lồ, yến tháp cầm kiếm đứng trên mũi thuyền, im lặng chờ đợi. Chương 671, thái độ của nhân tộc một Gió lạnh thổi vi vu trên bong tàu, tà áo đen mà Yến Tháp mặc trên người, cùng mái tóc đen tuyền cũng theo làn gió tung bay phất phới. Nhưng lạ thay cơ thể của ông tựa như cắm rễ trên đầu thuyền. Hoàng Hiểu Huy đứng sau lưng ông, chỉ cảm thấy bóng lưng này cao lớn vững chắc như núi. Tần Vương dẹp loạn sáu nước thống nhất bát hoang, thế nhân đều cho rằng từ phúc đóng góp công lao nhiều nhất, nhưng lại không biết người này mới là công thần đứng đằng sau tất cả. Về lai lịch thật sự của ông, không ai hay biết ma đạo thật sự có thể thuyết phục hai đạo nhân tiên đáp ứng thỏa thuận hay sao hoàng hiểu huy bước lên hỏi việc này phải xem tử thanh song kiếm rốt cuộc quan trọng đến nhường nào yến tháp nói tử thanh song kiếm có lai lịch gì hoàng hiểu huy hỏi lúc tử thanh song kiếm còn lưu lạc tại nhân gian thì ta vẫn còn trầm miên trong giấc ngủ ta cũng không có thông tin gì về hai thanh kiếm này đúng rồi ta bảo ngươi đi tìm từ phúc ngươi đã tìm thấy chưa từ Phúc từng lộ diện một lần ở huyện Hà Khúc, đoán một chữ cho ma đạo tổ sư tạ lan xong đã rời đi rồi. Đoán chữ gì, chính, Yến Tháp trầm mặc, hồi lâu mới cất lời, thành giã tiêu hà bại giã tiêu hà. Đợi khi vầng trăng dần lên cao, hàng vạn vì sao chiếu rọi trên mặt nước. Đệ tử núi Long Hổ của nhân đạo xuất hiện bên bờ đàm cửu Long trước tiên, tiếp theo đó lần lượt là Toàn chân Võ Đang, Mao Sơn, Lao Sơn và một số thủ lĩnh của mấy đạo thống vừa và nhỏ. 20 năm trôi qua rồi, những người năm đó kẻ chết người già đi, đại khái không thể có mặt ở đây. Những chấp trưởng mang gương mặt quen thuộc chỉ còn lại võ đang trưởng giáo tiền nhiệm khô mộc đạo nhân và trưởng giáo toàn chân vương trùng. Khi thời đại mạt Pháp còn tiếp diễn, bọn họ vẫn được xưng là người lãnh đạo ở nhân gian, thời đại mạt Pháp kết thúc, hàm cốc quan xuất binh đến nhân gian, địa vị của họ cũng tụt dốc không phanh. Tu vi trường trì viễn vượt xa họ, còn thêm vị sư đệ tài hoa kiệt xuất tạ Lưu Vân, địa vị của ông ta ở nhân đạo không giảm ngược lại tăng lên. Cuộc hội ngộ tại đàm cửu long này, tạ Lưu Vân đã mang tâm ý muốn từ biệt với nhân tộc. Hắn niết bàn chuyển sinh vô số lần ở nhân gian, có tình cảm sâu nặng với nhân tộc, thời đại mạt Pháp bây giờ đã kết thúc, hắn thân là người cầm cờ nhân đạo cũng nên chặt đứt trần duyên rồi. Lần này đến tham gia yến tiệc, người mà hắn dẫn theo đều từ đạo môn thế tục nhân tộc, không có ai là đệ tử thế ngoại. Sau khi đệ tử nhân đạo hiện thân, tạ Lưu Vân từ trong đám đệ tử núi Long Hổ đi về phía sông Hoàng Hà, lướt lên mặt nước, tiến thẳng đến thuyền rồng. Tạ Lưu Vân bước lên bong tàu, đoàn người khoa linh dị lần lượt tiến lên hành lễ, thái độ cung kính, chỉ mỗi Yến Tháp vẫn bình tĩnh đứng yên bất động. Tạ Lưu Vân hôm nay khoác lên người bộ đạo bào màu trắng giản dị, dung mạo tuấn tú, mặt mày phong lưu. Thần Uy Bí ẩn, dường như vẫn là vị thiên hạ hành tàu của núi Long Hồ năm đó. Tạ hành tàu, vị này chính là Yến Tiên Sinh, Hoàng Hiểu Huy giới thiệu cho Tạ Lưu Vân, Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, nhân đạo Tạ Lưu Vân bái kiến Yến Tiên Sinh. Tạ Lưu Vân bước lên chắp tay nói, "Tạ hành tẩu nhìn thế trận ngày hôm nay, thật sự muốn vạch rõ ranh giới với nhân tộc hay sao?" Yến Tháp trầm giọng hỏi, "Tâm Lưu Luyến Hồng Trần, thế nhưng Trần Duyên đã đứt." Tạ Lưu Vân nói, "Một khi nhập đạo môn thời gian theo năm tháng đưa đẩy, cuối cùng nhân gian không thể giữ ngươi." "Tâm ý của ngươi ta thấu hiểu." Nói ngắn gọn hai câu, Yến Tháp cùng Tạ Lưu Vân nhập tiệc. Yến tiệc tổng cộng 5 chỗ ngồi, Yến Tháp và Tạ Lưu Vân mỗi người chọn một cái, còn lại 3 chỗ lúc bấy giờ trăng đã lên cao hai người đồng thời giữ im lặng qua một lúc có một chiếc thuyền lá từ thượng nguồn sông hoàng hà đi xuống trên thuyền xuất hiện một đạo cô tuyệt sắc khoác tà áo màu xanh đơn độc đứng một mình trên mặt còn mang một mảnh vải màu trắng mỏng tựa hồ đang gợi lại hình ảnh mơ mộng trong quá khứ đây chính là tiên tử côn lôn đời trước hiện giờ đã trở thành cử thiên chiến thần mộ dung nguyên duệ không chỉ mình tạ lưu vân muốn vạch rõ danh giới với nhân tộc đến cả mộ dung nguyên duệ cũng có suy nghĩ này Mộ Dung Nguyên Duệ vừa hiện thân, đoàn người khoa linh dị lần nữa bước lên trước hành lễ, cách thức còn trang trọng hơn so với tạ Lưu Vân. Việc này cũng khó trách, tuy nói khoa linh dị không dám đắc tội hai đạo nhân tiên, nhưng dù sao thân phận của tạ Lưu Vân và mộ Dung Nguyên Duệ khác biệt. Tạ Lưu Vân chỉ là tướng bầy mưu tính kế cho nhân đạo, tạm thời tiếp quản cờ chiêu hồn, mà mộ Dung Nguyên Duệ lại là tổ sư tương lai của tiên đạo, thân phận cao hơn hắn rất nhiều. Đến cả Yến Tháp cũng chủ động đứng dậy chào hỏi, và mời mộ Dung Nguyên Duệ vào chỗ ngồi. Yến tiên sinh, nếu như tạ hành tẩu đã đến rồi, chúng ta nên bắt đầu đi thẳng vào vấn đề thôi. Mộ Dung Nguyên Duệ ngồi xuống rồi nói, không vội, còn có hai người vẫn chưa tới. Yến Tháp nói, còn ai chứ? Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi, nơi này là đàm cửu long, mà trong đàm cửu long làm sao có thể thiếu Hoàng Hà Nương Nương? Trường 672, Thái độ của nhân tộc 2 Lời Yến Tháp vừa dứt, bóng dáng đỏ thấm của Thùy Hỏa đã nhảy ra khỏi mặt nước. Đàm Cửu Long năm đó đạo môn gặp được cơ hội tốt, mà đạo chỉ có một mình Thùy Hỏa chiến đấu, đơn phương độc mã đối địch với đạo môn trong thiên hạ. Nếu như không nhờ Lưu Phong Thiên Tôn hy sinh thân mình hóa thành Lưu Tinh, cam tâm tình nguyện rơi vào tay Thiên Đạo, Thùy Hỏa thả chết cũng không chịu khuất phục. Đàm Cửu Long là nơi sát phá Lam Tam Tinh ma đạo tụ họp, cũng là nơi Lưu Phong Thiên Tôn giáng xuống. Mơ hồ nhớ lại, đêm đó ngàn vạn vì sao rơi xuống như mưa, khiến cả đạo môn chìm vào đau thương tột cùng. Lâm tướng quân đã đến rồi chắc hẳn chỗ ngồi cuối cùng là của tạ lan đúng không? Tạ Lưu Vân nói, không sai, chính là chỗ dành cho ma đạo tổ sư. Yến Tháp nói, tôi không để họ chờ quá lâu, Thùy Họa vừa hiện thân, tôi đã đáp xuống từ không trung, ngồi bên cạnh Thùy Họa. Đối diện tôi là mộ dung nguyên duệ, 10 năm không gặp, khi trùng phùng lại không hề chào hỏi lấy một câu, như hai người xa lạ. Nhìn bộ áo xanh, và mạn che mặt màu trắng quen thuộc, những chuyện trong quá khứ từng chút một hiện về trong tâm trí. Tình không biết từ khi nào đã chấm dứt, càng lúc càng lạnh nhạt. Cổ địa Thục Sơn chiến sự ngày một khốc liệt, đại khái đã rơi vào thế mất khống chế, vì thế hôm nay Yến Mỗ đặc biệt mời ba bên đến đây hiệp thương. Khí số nhân tộc vẫn chưa tận, hy vọng lấy chúng sinh làm trọng, không nên phát động chiến tranh thiên tôn. Yến Tháp mở màn ngắn gọn, Cổ địa Thục Sơn không gây trở ngại gì với Ma đạo, nếu như hôm nay chỉ bàn đến Thục Sơn, vậy vì sao phải mời Ma đạo tham gia? Tạ Lưu Vân hỏi, Tạ Lưu Vân không phải kẻ ngốc vừa nhìn thấy tôi và thùy Hỏa xuất hiện lập tức đoán ra được ý đồ của yến tháp khoa linh dị không muốn hai đạo nhân tiên phát động chiến tranh thiên tôn mà đạo tôi càng không muốn điều này xảy ra tam đạo vốn dĩ là một nhà không phân biệt lớn nhỏ mời ma đạo đến đây có chuyện gì mọi người cùng nhau thương lượng không có gì để thương lượng hết nhân đạo bọn ta nhất định phải đoạt được tử thanh song kiếm tạ lưu vân dứt khoát đưa ra quyết định trùng hợp thay tiên đạo ta cũng muốn đoạt lấy tử thanh song kiếm mộ dung nguyên duệ nhanh chóng thể hiện thái độ cứng rắn thiên đạo không có ở đây tử thanh song kiếm đáng để hai bên các người kiên quyết đoạn tuyệt như vậy sao nên biết rằng một khi trận chiến phong thần bùng nổ hậu quả không ai có thể dự đoán trước được yến tháp nói ây ta làm sao không rõ điều này muốn trách chỉ đành trách tử thanh song kiếm không nên xuất thế ở cổ địa thục sơn tạ lưu vân than thở nói sau hai đạo nhân tiên lần lượt bày tỏ thái độ yến tháp nhìn về phía tôi hỏi mà đạo tổ sư có điều gì muốn nói không Điều mấu chốt đây rồi, tạ Lưu Vân và mộ dung nguyên duệ tỉ mỉ quan sát tôi. Ma đạo không muốn nhìn thấy cổ địa thục sơn bùng nổ trận chiến thiên tôn. Tôi nói, tạ Lan, ta biết mối lo của ngươi, đáng tiếc, việc này không phải ma đạo các ngươi có thể ngăn cản được đâu. Tạ Lưu Vân nói, ta muốn thử xem đã, ngươi muốn thử như thế nào. Tạ Lưu Vân nói, thiên tôn chỗ hai đạo nhân tiên các người ai ra tay trước, ma đạo bọn ta lập tức tuyên chiến với bên đó. Nếu như các người cho rằng giá trị tử thanh song kiếm hơn ma đạo, cứ thoải mái phát động trận chiến thiên tôn đi tôi vừa dứt lời tạ lưu vân và mộ dung nguyên duệ đều rơi vào trầm mặc rất rõ ràng kết cục này không nằm trong dự liệu của bọn họ âm sơn lão tổ và nữ oa kết thành liên minh quỷ yêu ngoài ra còn một âm ti châu khất đang giỏ ngó ma đạo họ không ngờ ma đạo vẫn đưa ra quyết định đanh thép như thế trong thời điểm then chốt như bây giờ tạ lan ta kính phục sự dũng cảm của ngươi đáng tiếc ngươi đã đánh giá thấp giá trị của tử thanh xong kiếm rồi cũng xem thường quyết tâm của bọn ta Tạ Lưu Vân nói, hội nghị đạo môn bàn luận đến điểm này xem như thất bại rồi, nhưng tôi nhìn sang Yến Tháp dường như sớm đã dự đoán được kết cục này. Nếu như Tam Đạo đã đưa ra quyết định cuối cùng, tiếp theo đây nên để ta thay mặt nhân tộc bày tỏ thái độ rồi. Nói đến đây, Yến Tháp đổi chủ đề, nói, ba ngày trước, ta đã đến âm ti gặp Châu Khất. Ý ông là gì? Tạ Lưu Vân hỏi, Châu Khất hứa với ta sẽ không xuất binh đến nhân gian trước khi trận chiến phong thần bắt đầu lý do hai đạo nhân tiên dám xem thường lời nói của tôi kiên trì khởi động cuộc chiến thiên tôn chính vì họ biết một khi ma đạo tham chiến âm ty và liên minh quỷ yêu nhất định sẽ nhanh cơ hội bỏ đá xuống giếng mà ra tay triệt hạ ma đạo nói không chừng âm ty đã sớm âm thầm cấu kết với quỷ yêu chỉ vì kiêng rẻ khí số nhân tộc mới chỉ hoãn không ra tay với ma đạo nếu nói như vậy cho dù ma đạo tham gia vào trận chiến thục sơn chỉ e phần thắng chẳng được bao nhiêu vì ma đạo sớm đã rơi vào bước đường cùng rồi Châu Khất dựa vào cái gì mà đồng ý với ông chứ? Mộ Dung Nguyên rể từ nãy giờ vẫn giữ im lặng bỗng cất lời. Ta cược tất cả khí số của nhân tộc, Yến Tháp nói, chương 673, Chiến Hạ Lan Sơn 1. Lời hứa của Châu Khất rất nặng nề, ván cược của Yến Tháp còn nghiêm trọng hơn. Nhân tộc bây giờ, không phải là nhân tộc trong thời đại hỗn loạn, 3.000 năm mặt Pháp đã dạy cho nhân tộc rằng cầu thần không bằng cầu chính mình. Cho dù lòng người bây giờ chìm sâu trong hoảng sợ dối rắm nhưng mà chỉ cần khí số nhân tộc vẫn còn thì sẽ không có kẻ nào dám trở mặt với nhân tộc châu khất cược không nổi hai đạo nhân tiên cũng không dám có thể lấy khí số nhân tộc đánh cược ông rốt cuộc là ai mộ dung nguyên duệ nhìn yến tháp cảnh giác hỏi ta là ai không quan trọng cô chỉ cần nhớ lời của ta có thể đại diện cả nhân tộc là được rồi yến tháp nói nếu nói như vậy nhân tộc dự định sẽ liên minh với ma đạo rồi tạ lưu vân hỏi nhân tộc sẽ không liên minh với bất kỳ bên nào bây giờ không, tương lai cũng sẽ không. Câu này của Yến Tháp rất rõ ràng, nhân tộc chỉ phụ trách ngăn chặn việc âm ti nhúng tay vào chuyện ở nhân gian, thậm chí dù ma đạo làm cách nào tham gia cuộc tranh đấu đạo môn, đều không liên quan đến nhân tộc. Như vậy, hai đạo nhân tiên bắt buộc phải xem xét lại giá trị của tử thanh song kiếm. Vì hai thanh kiếm này, mà va chạm với đại địch như ma đạo, đúng thật không đáng. Thực ra nếu không phái thiên tôn, hai bên vẫn có thể tranh đoạt song kiếm ở Thục Sơn, tuy nhiên tử thương thiệt hại quá lớn, mà còn mất khá nhiều thời gian. Cách đơn giản thô bạo nhất chính là để thiên tôn ra tay đoạt lấy tử thanh song kiếm. Nhân lúc tổ chức hội nghị đạo môn, trăm vạn quân tiên phong ma đạo đã hoàn tất việc tập kết ở Đông Hải, sẵn sàng đợi lệnh. Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ rất khó đưa ra quyết định, đồng thời rơi vào trầm tư. Thiên giới, chư thần hoàng hôn, đại kiếp thử luyện chi địa. Chư thần hoàng hôn, thật ra là một nghĩa trang, nơi chôn cất các vị thần. Chỗ này tự tạo thành một thế giới riêng, trời đất u tối ảm đạm không có chút ánh sáng, máu tươi của cổ thần thấm đẫm mỗi mảnh đất của nơi này. Oán linh của cổ thần rất đáng sợ, dù đã chết vạn năm đều không tiêu tán. Đến cả thần binh vũ mà họ sử dụng lúc còn sinh thời cũng đã bị oán niệm bão hòa, trôi nổi giữa không trung, sẵn sàng tấn công lấy mạng những kẻ xâm phạm. Không một ai đủ khả năng siêu độ oán hồn của các vị thần tử chiến thời thượng cổ, trừ phi chính thiên đạo ra tay, nhưng hắn sẽ không làm vậy. Chư thần hoàng hôn, huyết hải phù đồ, thập vạn đại sơn ba nơi này vốn dĩ là thứ thiên đạo dùng để thể hiện uy nghiêm và nỗi khiếp sợ đối với tam giới. Nằm ở khu vực trung tâm của chư thần hoàng hôn, có hai bia tưởng niệm đặt đối diện nhau. Tuy rằng là bia tưởng niệm, nhưng lại cao lớn hơn tất cả thần mộ của cổ thần. Trên bia tưởng niệm phía đông có khắc dòng chữ tử xính kiếm thần, còn bia tưởng niệm phía tây có khắc thanh sách kiếm tiên. Mỗi năm vào ngày rỗ của cổ thần, tàn hồn của tất cả cổ thần bên trong chư thần hoàng hôn đều sẽ đến trước hai bia tưởng niệm này, cùng nhau tưởng nhớ về những vị thần đã hy sinh và vinh quang trong quá khứ. Hiện giờ, giữa hai bia tưởng niệm đang có người đánh cờ. Tiên đạo tổ sư Ngọc Hoàng Đại Đế đánh cờ trắng, nhân đạo tổ sư Đạo Đức Thiên Tôn đánh cờ đen. Ván cờ đã đánh rất lâu rồi, lúc tin tức tử thanh song kiếm xuất thế vừa mới truyền từ cổ địa Thục Sơn, Ngọc Hoàng Đại Đế và Đạo Đức Thiên Tôn đều không hẹn mà cùng tiến vào chư thần hoàng hôn rồi. Nhân tộc khống chế được âm ti, mà đạo đã có cơ hội tham dự vào cuộc chiến cổ địa Thục Sơn đạo đức thiên tôn đánh một quân cờ rồi nói châu khất không hành động âm sơn lão tổ và nữ oa sẽ không tuyên chiến với ma đạo vào lúc này đâu ngọc hoàng đại Đế nói trong lòng ngọc hoàng bệ hạ có sách lược gì hay không ha ha ông không ra tay thì ta cũng không đánh nhau hai bên thua hòa hoãn hai bên thắng cứ dừng tay tại đây tử thanh xong kiếm mỗi người một thanh được không đạo đức thiên tôn nói được nhân gian đàm cửu long trên thuyền rồng mộ dung nguyên duệ và tạ lưu vân đã nhắm mắt trầm tư suốt nửa ngày không hề có bất kỳ hành động gì đột nhiên trong lòng hai người nhói lên đồng thời mở to mắt tiên đạo muốn lấy tử xính kiếm mộ dung nguyên duệ nói nhân đạo muốn lấy thanh sách kiếm tạ lưu vân nói như vậy hai đạo nhân tiên xem như đã đạt thành thỏa thuận hội nghị đạo môn kết thúc tốt đẹp tạ lưu vân và mộ dung nguyên duệ lần lượt cáo từ đây quả là cái kết có hậu người người vui mừng nhưng không hiểu vì sao trong lòng tôi luôn có cảm giác bản thân đã bị lợi dụng. Sau khi hai đạo nhân tiên đạt được thứ mình muốn, cuộc chiến cổ địa thuộc sơn cũng hạ màn, hai bên lần lượt rút quân. Tam thập lục thiên canh và tam thập lục lôi tướng quay về thiên giới. Ma đạo tuân theo việc đã hứa với khoa linh dị, phái ra bốn người vạn đại quân vong hồn càn quét tứ đại quỷ thành ở nhân gian. Chỉ cần mất một tháng, đã chiếm đóng phong thành trùng khánh, quỷ thành thái sơn ở đông sơn hà trạch, quỷ thành nghiệp độ ở hà nam an dương bắc lúc chiếm đóng quỷ thành cao miếu ở Ninh Hạ Trung Vệ, đại quân vong hồn ma đạo gặp cuộc tấn công trực diện của liên minh quỷ yêu, đại quân vong hồn tử thương nghiêm trọng, may mắn thay thủy hỏa kịp thời chạy đến, phóng thích huy áp tử thần khuất phục cường địch, mới giữ được đại quân vong hồn ma đạo. Đây chính là lần đầu tiên liên minh quỷ yêu lộ diện ở nhân gian, sau đó tin tức về việc âm sơn lão tổ bắt tay với nữ Nư Hoa nương nương đã chính thức truyền khắp tam giới. Chương 674, Chiến hạ Lan Sơn 2. Nghe nói trong âm sơn, liên minh quỷ yêu đã tập kết hơn trăm vạn đại quân. Ngoại trừ tà môn ngoại đạo và yêu tộc giá tiền đổ xô chạy đến âm sơn, đến cả ác quỷ hung hồn mà âm ti thả ra cũng được liên minh quỷ yêu thu phục. Còn nghe nói, nữ oa à đã đem cờ triệu yêu giao cho ngạo hàn kẻ trùng sinh với thân thể cự long băng xương, trong cờ triệu yêu ẩn chứa đại quân vong hồn đại yêu có chiến lược chắc tuyệt vô song. Tôi biết châu khất không thể nào dễ dàng thỏa hiệp như thế, vốn dĩ âm ti không dự định tham chiến, nhưng lại âm thầm thả vô số ác quỷ hoàn dương, Tất cả đều bị Liên Minh Quỷ Yêu hấp thụ dùng để tăng cường thực lực. Lần này Liên Minh Quỷ Yêu đột nhiên công kích Đại Quân Ma Đạo, chứng tỏ túc mệnh quyết đấu giữa Ma Đạo và Liên Minh Quỷ Yêu cũng chính thức đi vào giai đoạn chiến tranh. Thời cuộc nhân gian cũng vì điều này xảy ra biến cố cực lớn, thần minh hai đạo nhân tiên ngoài mặt tranh giành hương hỏa của nhân gian, thực chất cuộc chiến cổ địa rõ ràng suy yếu rất nhiều. Đã biết là chỉ cần khí số nhân tộc vẫn còn, hai bên không cách nào mạnh tay chiến đấu, vì thế bọn họ tạm thời đình chiến chuyển sang đứng một bên quan sát chiến sự giữa ma đạo và liên minh quỷ yêu. Giữa ma đạo và liên minh quỷ yêu không thể nào tồn tại khả năng hòa giải, một khi đánh liền sẽ là cuộc chiến sinh tử. Cuộc chiến không thể xem thường, đôi bên tự mình chuẩn bị tác chiến, chỉ đợi thời cơ thích hợp xuất binh. Hai năm sau, theo đà khí số nhân tộc liên tục suy yếu, dẫn đến cổ địa núi Hạ Lan nơi u ám nhất trong tứ đại cổ địa xuất thế, sau đó toàn bộ liên minh quỷ yêu đều chạy trốn vào bên trong. Thời khắc này, khí số nhân tộc đã rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mà áp lực gồng gánh trên vai ma đạo mỗi một lúc càng nặng nề hơn, cuộc chiến với liên minh quỷ yêu cũng đến lúc bắt buộc phải tiến hành. Giả sử tiếp tục kéo dài thêm, đợi khi khí số nhân tộc không thể ngăn chặn âm ti nữa, ma đạo sắp phải đối diện với một tình thế ngặt nghèo. Cuộc chiến cổ địa núi Hạ Lan và cổ địa Thục Sơn khác nhau, trong chiến dịch này, nhân tộc cho phép chiến lược thiên tôn tham chiến, tiền đề là không được vượt quá phạm vi cổ địa Hạ Lan. Một là vì khí số hiện giờ của nhân tộc đã rất khó kiểm hãm việc bùng nổ cuộc chiến thiên tôn tại nhân gian, hai là ma đạo và liên minh quỷ yêu đánh nhau vốn dĩ là cuộc chiến sống còn, nhất định sẽ không bảo toàn lực lượng. Vì thế, hai đạo nhân tiên đều ngầm hiểu phải đứng yên ở bên cạnh quan sát. Hai bên đã tranh đấu suốt 10 năm, cổ địa thuộc sơn xém chút thương tổn đến gân cốt. Thiên đạo không có ở đây, nên ai cũng không rõ kết quả cuối cùng của cuộc chiến phong thần như thế nào, bọn họ tất nhiên vui vẻ bảo toàn thực lực im lặng xem xét rồi. Còn về âm ti, Yến Tháp giữ lời hứa, vẫn luôn âm thầm giám sát chặt chẽ mọi động tính của châu khất. Thất sát, tên giặc làm loạn thế giới. Tôi tưởng rằng ma đạo rời khỏi quy khư muộn nhất, bức màn của cuộc chiến phong thần bất luận thế nào cũng sẽ không đến lượt ma đạo tôi vén lên. Ai ngờ, mệnh cách thất sát sớm đã làm rõ mọi thứ rồi. Cuộc chiến núi Hạ Lan là trận đại chiến cuối cùng trước khi cuộc chiến phong thần diễn ra. Trải qua trận chiến căng thẳng này, phong thần tam giới chính thức vén mở bức màn bí mật. Trên Đông Hải, căn cứ quần tinh đình viện trên biển Ma Đạo đã có quy mô như ban đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể điều động binh lính quy khư. Mà trong hai năm qua, binh lực Ma Đạo tiếp tục gia tăng, hôm nay đã tập hợp được 350 vạn người. Đánh núi Hạ Lan, Ma Đạo gần như dốc hết toàn lực, chỉ giữ lại 50 vạn đại quân nhân tộc quy khư hồng hoang phòng thủ ở quy khư và Đông Hải, số khác toàn bộ theo tôi phát binh đến Ngọc Môn Quan. Bắt đầu quần tinh đình viện, quảng trường diễn võ tam quân, tôi trèo lên đài điểm tướng. Trước tiên, Nguyên Phượng Tổ Sư Hy Hòa tiếp tục bảo vệ thế giới quy khư, Khương Tuyết Dương vẫn đang thủ hộ bắc đầu quần tinh đình viện. Ngoại trừ bọn họ, những thiên tôn khác của ma đạo đều tham chiến. Đại quân vong hồn của Bắc Minh Tú, giờ phút này số lượng đại quân vong hồn đã tăng đến 70 vạn người, toàn bộ đều tham chiến. 80 vạn đại quân yêu tộc của Lưu Phong Sương, Liễu Chi Nhung, toàn bộ tham chiến. Đại quân nhân tộc Hồng Hoang mà Kiêm Hà tập hợp, bây giờ đã gần 200 vạn người, ngoài phân ra 50 vạn người ở lại thủ hộ quy khư và bắt đầu quần tinh đình viện còn lại 150 vạn đại quân nhân tộc đều tham chiến. Quân đoàn Nguyệt Thần chi tiến mà A Lê tập kết được, tổng cộng một vạn quân, toàn bộ tham chiến. Trong đó, Thùy Họa nắm giữ chức vụ thống soái tam quân, Khổng Tước Minh Vương và hai đại sát thần đảm nhiệm chiến tướng tiên phong mở đường, phong thập bát làm truyền lệnh quan tam quân. Điểm tướng hoàn tất, đệ tử ma đạo hô hào, đệ tử ma đạo, vạn kiếp thiên hồng. Sau đó, đại quân 300 vạn ma đạo đi đến quan ngoại, biên giới phía Bắc, xuyên qua vùng nội địa nhân gian xuất binh thẳng tiến núi Hạ Lan. chương 675, Bí ẩn của Yến Tháp 1 Ma đạo xuất binh núi Hạ Lan, chấn động cả tam giới. So với trận chiến tại Âm Sơn, lần này 300 vạn đại quân và quân lực của ma đạo đã xảy ra sự biến hóa long trời lở đất. Trong tứ đại cổ địa, thuộc Sơn là nơi huyền ảo và thần kỳ, núi Hạ Lan thì âm u nhất, còn hoang mạc Tây Vực Long Môn thì cần cối, bạc màu, cổ địa tam miêu thì hung hiểm chập trùng. Thục Sơn cổ địa là một trong những nơi có cơ duyên nhiều nhất, cho nên mới khiến cho tiên nhân hai đạo dốc hết toàn bộ sức lực để tranh đoạt, cuối cùng trong cặp kiếm tử thanh mỗi nhà được một kiếm, khiến cho nhân khí mỗi đạo liền tăng vọt. Ngoại trừ cổ địa Thục Sơn, thì ba nơi còn lại đều không đáng để đạo môn tranh phong, nhưng cổ địa núi Hạ Lan lại có âm khí nồng đậm hơn núi Thái Âm rất nhiều. Năm xưa sau khi ma đạo tiêu diệt âm Sơn Pháp Mạch, âm khí của núi Thái Âm cũng theo đó mà tan tành mây khói, sau này Trần Dương xuất quan, núi Thái Âm đã hóa thành tàn tích triệt để chặn đứng con đường thông đến vực sâu cửu u âm cực. Lần này cổ địa núi Hạ Lan xuất hiện trở lại, đối với liên minh quỷ yêu mà nói thì chính là giúp người khi gặp nạn, cho nên bọn chúng mới không chờ đợi được mà xâm nhập vào trong. Sơn mạch núi Hạ Lan thuộc khu tự trị của Ninh Hạ Hồi tộc cùng với khu tự trị ngoại biên nội Mông Cổ, bắt nguồn từ ba ngạn ngao bao ở phía Bắc và kết thúc ở Mao Tu Keng ngao bao cùng với thanh đồng hạp tại phía Nam những dãy núi hùng vĩ như một con ngựa đang phi nhanh trên sa mạc mông cổ gọi tuấn mã là hạ lan cho nên dùng tên đó đặt thành núi hạ lan bên trong nơi này còn có rất nhiều thung lũng và các hẻm núi dài ngoằng sâu hóm điều này có liên quan đến tạo hóa của lịch sử địa hình của núi hạ lan lúc đầu chỉ là một đại dương bao la tam đại hỗn độn thần thú hỗn chiến với nhân gian mặt đất sứt mẻ khiến cho nước biển tràn vào sau khi kết thúc trận chiến hỗn độn thần thú tổ long thân hóa côn lôn tạo lại khuôn khổ cửu châu vốn dĩ núi Hạ Lan là một rãnh biển sâu, chỉ trong một đêm đã rút cạn hết nước, đứng sừng sướng trong nhân gian, trở thành núi Hạ Lan ngày hôm nay. Ma đạo từ Đông Hải xuất binh, 7 ngày sau đã đến Ngân Xuyên nơi lạnh giá nhất tại Tây Bắc, đứng từ xa nhìn về phía núi Hạ Lan, chỉ nhìn thấy mây đen phủ kín cả bầu trời. Trước núi Hạ Lan chính là đại quân ma đạo đang chỉnh đốn đóng quân. Khương Tuyết Dương đã đến nói với tôi trước khi xuất binh, trận chiến núi Hạ Lan sẽ vén bước màn của cuộc chiến phong thần, cho nên trận chiến này đối với ma đạo chính là mấu chốt quan trọng. Thiên đường bên trái thì ma đạo dễ phải. So với sự an nhàn của tiên nhân hai đạo thì con đường trùng khởi của ma đạo lại đầy trông gai, nguy hiểm chập trùng, giờ đây còn chuẩn bị gặp phải trận chiến sinh tử lớn nhất tại núi Hạ Lan này. Hướng đến cái chết để được sống hoặc chỉ ngừng lại tại đây thì phải xem trận chiến này như thế nào. Đại quân ma đạo đã chỉnh đốn ba ngày, trong ba ngày này, sĩ khí của các đệ tử ma đạo không ngừng tích lũy trồng chất, chiến ý tăng vọt. Ba ngày sau, đại quân ma đạo thẳng tiến vào cổ địa núi Hạ Lan. Tây An, Lệ Sơn, Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng. Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng là nơi bắt nguồn khí số của nhân tộc, được che lấp bởi thiên cơ, tam giới cũng không dò xét được. Khi đại quân ma đạo tiến vào cổ địa núi Hạ Lan, Yến Tháp đã đến tế bái Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng. Khoảnh khắc kết thúc trận chiến tại núi Hạ Lan cũng chính là ngày vén màn trận chiến phong thần của tam giới. Đến lúc đó khí số của nhân tộc đã không còn, nếu nhân tộc đã không còn khí số thì cho dù vũ khí có hùng mạnh đến mấy cũng sẽ thành sắt vụn mà thôi. Bóng tối dần buông xuống, lễ pháp của nhân tộc sụp đổ, bây giờ mọi quy tắc cũng sẽ bị phá tan, người quỷ bất phân, đạo đức tiêu vong, cả nhân gian đều sẽ trở thành chiến trường của tam giới. Cửu châu bao la, lũ quỷ múa loạn, chư thần thừa cơ, nhân tộc không còn một chút liêm sỉ nào để nói nữa. Yến Tháp không chỉ có một người, bên cạnh ông còn có một đạo sĩ điên với bộ dạng nhếch nhác, chính là Phương Sĩ Từ Phúc sau khi ta đi rồi, chuyện của nhân tộc sẽ giao hết cho người đấy. Yến Tháp nói, năng lực của ta có hạn, chỉ e không gánh vác được trọng trách của nhân tộc. Từ phúc cười khổ đáp lời, chuyện của nhân tộc vẫn là do các ngươi tự xử lý đi, lựa chọn thế nào thì cũng do các ngươi. ta đã mắc nợ quá nhiều nhân quả của nhân tộc, sớm đã trả hết từ khi giúp sức thắng trận thống nhất bát hoang lục hợp rồi. Có ngươi ở đây, nhân tộc mới có cơ hội vượt qua thời đại hắc ám. Ngươi sai rồi, ta không có bản lĩnh lớn như thế có thể bảo vệ được nhân tộc chỉ có thể là bản thân của nhân tộc, ngoại trừ thứ đó thì mọi thứ đều là công cốc. Được rồi, trước khi rời đi, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai không? Ta là ai, chẳng phải ngươi đã đoán được rồi sao? Ta biết ngươi vẫn còn một thân phận khác, Từ Phúc cười mỉm nói. Yến Tháp nhìn Từ Phúc một cách trầm ngâm, không nói thêm lời nào. Rồi sau khi ông giao thanh kiếm thuần quân trí tôn cao quý cho Từ Phúc, liền một bước xuyên vào hư không. Nhìn bóng lưng của Yến Tháp rời đi, từ Phúc lẩm bẩm trong miệng, vẫn là không chịu nói sao. Không bao lâu sau, nhân gian truyền ra một tin tức động trời, đại vô Từ Phúc tiếp quản tổng bộ khoa linh dị. Sau khi Yến Tháp đi rồi, không ai biết ông đã đi đâu, hình như không ai biết ông từ đâu đến. Âm ti, nơi cửu u cực hàn, Bắc Âm Đại Đế Châu khất cầu kiến nữ đế, đêm hôm tướng đến, người tìm cô có việc gì? Nữ đế hỏi, muốn nữ đế bệ hạ chỉ dẫn hướng đi của một người. Châu khất khom người cung kính, Ai, Yến Tháp, nữ đế trầm mặc, cầm thanh kiếm Lục Đạo Luân Hồi đi vào địa cung. Chương 676: Bí ẩn của Yến Tháp 2. U Minh Thần Điện có đại trận Lục Đạo Luân Hồi, chính là vòng lập của tòa pháp trận này, đang duy trì Lục Đạo Luân Hồi của chúng sinh. Tòa pháp trận này chính là do hậu thổ nương nương chính tay bày trận. Khi cửu u nữ đế tiến vào trong đại trận, sẽ dùng kiếm Lục Đạo Luân Hồi để suy diễn ra hướng đi của chúng sinh. Không biết qua bao lâu, cửu u nữ đế thoát khỏi pháp trận đi ra địa cung rồi quay về thần điện. Nữ đế bệ hạ, đã có kết quả rồi. Châu khất lên tiếng hỏi, nữ đế gật đầu, đã đi về hướng nào? Cổ điện núi Hạ Lan, ma đạo và liên minh quỷ yêu đang quyết chiến tại đó, hắn tới để làm gì? Không biết được, sau khi châu khất rời khỏi, cửu u nữ đế liền rơi vào trầm tư, cô hiểu vì sao châu khất lại quan tâm đến yến tháp như thế. Hôm đó, yến tháp cầm kiếm đi xuống âm ti chứ không trực tiếp tìm châu khất, mà việc đầu tiên ông làm chính là rẽ qua núi Đào Chỉ. Trong núi Đào Chỉ, Yến Tháp rút kiếm chém loạn khiến hoa đào rụng khắp cả núi, vậy mà Đông Phương Quỷ Đế không xuất hiện. Tiếp đó, Yến Tháp đi đến núi La Phù, một kiếm chém nứt mây đen từ cổ không tan, đỗ tử nhân tránh mặt không gặp. Bắc Phương Quỷ Đế Trương Hoành vẫn còn bế quan, Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa tránh mặt không gặp. Cuối cùng, Tân Nhậm Trung Ương Quỷ Đế Kê Khang đã đối quyết với Yến Tháp tại bờ sông Vong Xuyên. Hai người đối mặt nhìn nhau một lúc, chính ngay lúc yến tháp chuẩn bị rút kiếm ra thì kê khang đã bỏ kiếm xin thua sau khi hội tụ đủ ngũ phương quỷ đế yến tháp mới đến gặp châu khất chèn thêm khí số của nhân tộc ép châu khất đưa ra lời hứa hẹn thật ra với chiến lược hiện giờ của âm ty muốn giữ lại yến tháp thì đó là chuyện dễ như trở bàn tay thậm chí có quyết liệt với nhân tộc vẫn có thể chấp nhận được nhưng châu khất không làm như thế mà chỉ là cố gắng kìm nén cục tức này mà thôi thiên đạo không có mặt không ai biết đến cuối cùng trận chiến phong thần đã kết thúc bằng cách nào. Âm ti không muốn tiết lộ thực lực quá sớm, càng không muốn trở thành người vén bước màn đầu tiên. Có một câu bà ta vẫn chưa nói với Châu Khất, vừa nãy bà ta ở trong đại trận lục đạo luân hồi không chỉ theo dõi được động thái của Yến Tháp, còn biết được thân phận thật sự của ông ấy. Trận chiến núi Hạ Lan, đạo trường của nữ oa không có mặt tại nhân gian, có tham chiến hay không sẽ không ai biết trước được, nhưng âm sơn lão tổ Trần Dương nhất định sẽ đích thân tham chiến. Chiến lược đạo tổ duy nhất của ma đạo chính là hy hòa, mà cô ấy phải canh giữ cửa giới quy khư, không thể rời khỏi được. Nếu thế thì, ma đạo muốn đánh thắng trận chiến núi Hạ Lan, rất khó đấy. Cuối cùng thì kết quả cũng chỉ là đôi bên thương nặng, đồng loạt rút lui khỏi trận chiến phong thần. Nếu thật sự như thế, vậy thì kết quả sau cuối của trận chiến chỉ còn lại tam phương giao tranh chính là nhân đạo, tiền đạo và âm ti. Trước đó cửu u nữ đế vẫn luôn nhận biết được sẽ có kết quả như vậy, mà hiện tại sau khi bà suy đoán được thân phận thật sự của Yến Tháp thì cách nhìn của bà đã thay đổi rồi. Chỉ là, bà không muốn nhắc nhở Châu Khất, chính là vì bà muốn để ma đạo tham gia trận chiến phong thần. Thiên giới, đạo trường của tiên đạo tổ sư Ngọc Hoàng Đại Đế, cửu thiên đáng ma tổ sư đang cung kính đợi lệnh. Cuộc chiến giữa ma đạo và liên minh quỷ yêu đã bắt đầu, trận chiến phong thần rất nhanh sẽ được vén màn, nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế biết bản thân không đợi được đến ngày đó nữa. Thọ nguyên của ông đã đến cực hạn, hoặc có thể ông sẽ không đợi được đến ngày phân định thắng thua trong trận chiến núi Hạ Lan. Hiện tại Mộ Dung Nguyên Duệ đã đem tứ đại phân thân tế luyện thành phân thân, điều này có nghĩa là chiến thần chi đạo của Mộ Dung Nguyên Duệ đã có thể trở thành cấm kỵ chiến lực của đạo tổ. Cũng đã đến lúc xác lập danh phận cho Mộ Dung Nguyên Duệ rồi. Kiếm tử dĩnh đã được tế luyện hoàn tất, bây giờ chẳng muốn người đưa nó giao cho chiến thần Mộ Dung. Ngọc Hoàng Đại Đế cất lời, thật sự phải cho cô ta sao? Cửu thiên Đãng mà đạo tổ do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi ngược. Chấm hiểu tâm tư của ngươi, chấm hy vọng thanh kiếm tử dĩnh này có thể giúp mộ dung chặt đứt sợi dây tình cuối cùng trong lòng. Cờ chiêu hồn của tiên đạo đã đưa cho mộ dung nguyên duệ từ rất lâu về trước, lá cờ đó thay mặt cho khí số của tiên đạo, đồng thời cũng là thử thách mà tiên đạo dành cho cô ta. Bây giờ Ngọc Hoàng Đại Đế truyền lại thanh kiếm cho mộ dung nguyên duệ, chứng tỏ là cô ta đã thông qua đợt thử thách đó, nhận được tư cách trở thành tiên đạo tổ sư. Nếu như là bản tôn cửu thiên huyền nữ nhậm vị tiên đạo tổ sư thì căn bản không cần có thử thách gì cả. Nhưng mộ dung nguyên duệ thì không được, bởi vì thiên đình còn có rất nhiều người có tư cách hơn cô. Đồng thời, cũng có rất nhiều người đã chất vấn quyết định của Ngọc Hoàng. Đông cực thanh hoa đại đế cùng với tây cực câu trần đại đế, họ đều từng lén lút bàn luận về chuyện này. Trong 28 tinh túc, cũng có một nửa nhận định rằng tâm trí của mộ dung nguyên duệ còn thua kém rất xa so với chiến thần huyền nữ ban đầu. Vốn dĩ Ngọc Hoàng Đại Đế còn lo lắng mộ dung nguyên duệ sẽ không thể nào thống nhất được tiên đạo, lòng người sẽ thay đổi, nhưng từ sau khi kiếm tử dĩnh ra đời thì cuối cùng ông cũng có thể yên tâm triệt đề. Chỉ cần mộ dung nguyên duệ nhận lấy kiếm tử dĩnh, vậy thì trong tiên đạo sẽ không ai dám chất vấn tư cách của cô ta nữa. Nếu như xem cờ chiêu hồn của tiên đạo là một nửa hổ phù, vậy thì kiếm tử dĩnh sẽ là một nửa còn lại. Tạo thành hổ phù viên mãn, nó tượng trưng cho việc mộ dung nguyên duệ có quyền thống trị tối cao vô thượng đối với đại quân của tiên đạo chương 677, trận chiến Bạch Xuyên 1. Liên minh quỷ yêu tổng cộng 700 vạn đại quân, tính luôn đám ác quỷ địa ngục là hơn ngàn vạn cũng có. Thời đại mạt Pháp cũng đã kết thúc 10 năm rồi, trong 10 năm tiên nhân hai đạo bận tranh đoạt thế lực bí cảnh cổ địa tại Động Thiên Phúc Địa, chúng thần hạ giới cũng chỉ vì muốn đơm hoa kết trái và kết nạp thêm sự tín ngưỡng. Đối với những âm linh tà túy yêu ma quỷ quái không có ý chí cầu tiến lũ lượt xông thẳng đến nhân gian sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc, bên trong còn có những con ác quỷ địa ngục mà âm ti không ngừng thả ra, nhân gian đã không còn trốn bình yên nữa. Tuy rằng có khoa linh dị toàn lực quét sạch, nhưng dù gì thì nhân lực của khoa linh dị cũng có hạn, các loại vũ khí cỡ lớn không thể thi triển tại phục địa của nhân tộc. Cho nên dẫn tới sức mạnh của ác quỷ không ngừng gia tăng tại nhân gian, càng lúc càng nhơ nhấp hơn. Hai năm trước âm sơn lão tổ xuất thế, liên thủ với nữ oa thành lập liên minh quỷ yêu, âm linh tà túy yêu ma quỷ quái khắp thiên hạ đều nhốn nháo đổ dồn về âm sơn. Ngoại trừ sự kêu gọi của Trần Dương và Nữ Oa thì ma đạo Đông Hải lượng kiếm cũng là một trong những nguyên do khiến cho âm linh tà túy yêu ma quỷ quái đổ về. Bởi vì nếu như ma đạo nhập thế, tuyệt đối sẽ không nhẹ tay với bọn chúng. Khi cuộc chiến tại núi Hạ Lan bộc phát, liên minh quỷ yêu đã có hơn hàng ngàn vạn binh, trong đó có quỷ túy 500 vạn, ác quỷ địa ngục 300 vạn, 100 vạn tinh quái yêu tộc trong thiên hạ, 100 vạn vong hồn của đại yêu bước ra từ trong cờ chiêu yêu. Chiến lực thiên tôn có đến hơn 20 tên, con số này đã vượt xa hơn hẳn ma đạo rồi. Ngoài ra, trong trận quyết chiến này, âm sơn lão tổ nhất định sẽ đích thân tham chiến. Âm sơn lão tổ là đạo tổ có chiến lực mạnh nhất, nắm giữ được nguyên lực hỗn độn trong hệ tử linh, chiến lực của bản thân hắn tương đương với rất nhiều thiên tôn mạnh nhất liên thủ lại. Mặc dù quân lực của ma đạo chắc chắn sẽ gặp phải bất lợi về số lượng, nhưng ma đạo vẫn có ưu thế riêng của bản thân họ. Binh lính cần chất lượng, không cần quá nhiều số lượng, đệ tử ma đạo ai nấy đều không sợ hãi cái chết, tại quy khư ngày đêm rèn luyện, quân uy gọn gàng, đây không phải là chuyện mà liên minh quỷ yêu cùng đám ô hợp vừa tập hợp lại 2 năm có thể so sánh được. Nhân tộc quy khư hồng hoang đã có khí tức ngũ hành tiên thiên trong người, không sợ âm khí xâm hại, đồng thời có sở trường chém giết cận chiến, so với đám quỷ yêu thì năng lực đơn binh độc mã cũng mạnh hơn bọn chúng rất nhiều. Ngoài những thứ này ra, mà đạo còn có cửu thiên phong chủ phong thần, phong thập bát chúc phúc, có thể hỗ trợ cho toàn quân, đồng thời có thể đề cao chiến lược đấu tranh của đại quân ma đạo còn có thủy hỏa, vị tướng của vong hồn, tử thần của thái cổ minh giới, sức mạnh của tử thần không chỉ có thể nâng cao chiến lực của đại quân vong hồn, đồng thời còn có thể tạo nên hiệu quả áp chế tinh thần đối với liên minh quỷ yêu, làm suy yếu đi ý chí chiến đấu của chúng. Với lại, tuy rằng chiến lực thiên tôn của ma đạo tôi không nhiều, nhưng hầu hết tất cả đều là thiên tôn mạnh nhất, chiến lực hùng mạnh vô đối, sức hủy diệt phải nói là kinh người. Khổng tước minh vương, khổng tuyên, một người thôi cũng đã có thể chiến được vô số thiên tôn tầm thường không thua kém ai. Địa hình núi Hạ Lan rất đặc biệt, hai sườn dốc thoai thoải ở phía bắc và phía nam, cùng vô số thung lũng và khe núi sâu thẳm, phía dưới chính là đồng bằng bạch xuyên với diện tích minh mông rộng lớn. Đại quân Ma đạo tiến vào cổ địa núi Hạ Lan từ sườn núi phía nam, sau khi chiếm được chỗ đứng vững chắc liền bắt đầu tiếp bước tiến vào, cuối cùng đã quyết định chọn chiến trường chính với liên minh quỷ yêu tại hai bên sườn núi nam bắc đồng bằng bạch xuyên. Hai bên đồng bằng bạch xuyên, Ma đạo và đại quân quỷ quái đang đứng từ xa đối mặt nhìn nhau. Sườn phía bắc chính là liên minh quỷ yêu với hàng ngàn vạn con quỷ, khí đen phủ kín nửa bầu trời. Sườn phía nam, 300 vạn đại quân ma đạo, ý chí chiến đấu hừng hực, sát khí sộc thẳng tận trời cao. Ma đạo khai chiến luôn có một điểm rất đặc biệt, chính là chiến lược mạnh nhất luôn đứng ở hàng đầu đảm bảo rằng các đệ tử của ma đạo sẽ không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh hủy diệt của chiến lược thiên tôn. Năm xưa, ma đạo vẫn sát phạt quả đoán, đạo tổ cùng với phá quân luôn luôn xếp ở vị trí tiên phong. Chỉ cần phá quân của ma đạo vẫn còn, Vậy thì người đầu tiên gánh chịu sát khí của quân địch nhất định là cô ấy. Cũng vì thế mà vô số lần phá quân đã gặp phải kiếp nạn sinh tử, nhưng vẫn chưa một lần chùn bước. Kể từ đó, sự kế thừa này đã được duy trì trong ma đạo cho đến tận bây giờ. Cuộc chiến này, số người tham dự quá nhiều, chiến tuyến kéo rất dài, cho nên tôi mới sắp xếp cho Cửu Thiên Phong chủ, Phong thập bát ở lại đảm nhiệm truyền lệnh, phụ trách điều phối đội hình của ma đạo. Khác với trong quy khư, khi tác chiến trong núi Hạ Lan có thể ngự hành trên không chỉ là ngoại trừ a lê phụ trách bắn tỉa săn lùng tướng địch trên không thì các chiến tướng còn lại dù cho tu vi có cao cỡ nào cũng không thể ngự hành trên không được bởi vì bọn họ không chỉ phải giết địch đồng thời còn phải lấy bản tôn để tác động sát ý hao tổn hết bản năng để bảo hộ cho đệ tử ma đạo ở phía sau tuy rằng đệ tử ma đạo kiên cường bất khuất nhưng tôi cũng không muốn họ hy sinh vì những thứ không đáng giá những gì tôi có thể làm là cố gắng để họ tránh được sức mạnh tàn bạo và hủy diệt của thiên tôn khi khai chiến để họ có thể phát huy hết trình độ chiến đấu của bản thân. Ma đạo không phải là pháo hôi, tấm lòng chân thành, đoàn kết trên dưới như một không từ nào tả xiết. Với sự tích tụ liên tục của sát khí, trời đất càng lúc càng trở nên u ám. Chương 678, trận chiến bạch xuyên hai. Âm khí nồng nặc trên không trung của liên minh quỷ yêu không thể nào đậm đặc hơn, nó đã hình thành những đám mây đen, dần dần bắt đầu tràn lan sang phía nam. Theo sự chuyển động của mây đen, cùng lúc đó liên minh quỷ yêu cũng tiến về hướng của ma đạo, toàn bộ quân lực dần dần đập vào trong mắt. Lá cờ của băng long ngạo hàn đang sừng sững chính giữa, mặc dù ma đạo không hề đánh giá thấp về chiến lực của ngạo hàn, nhưng khi nhìn thấy hắn chính thức hiện hình, tôi vẫn bị sửng sốt một phen. Ngạo hàn của bây giờ, thần niệm đã đạt đến mức thiên tôn mạnh nhất, nhưng đây vẫn chưa phải là trạng thái cuối cùng của hắn đâu. Trong truyền thuyết, khi ngạo hàn hóa thân thành băng xương cự long, sẽ sở hữu uy lực hủy diệt của băng phong đại địa, tìm khắp cả cung nữ oa cũng không có người thứ hai đâu. Bây giờ, ngoài liễu như thị và các thủ lĩnh giã tiên thực lực cường hãn, các chiến tướng tinh nhuệ của giã tiên trước đây hoàn toàn không đủ tư cách được liệt vào tiền tuyến cùng với ngạo hàn. Xếp ngay tiền tuyến chính là vong hồn của những con yêu quái lớn được thả ra từ trong cờ chiêu yêu. Có mãnh hổ sặc sỡ cường tráng tựa núi, mãng xà khổng lồ trong thâm sơn cùng cốc, thú vương ăn sắt, rơi đen cánh máu khổng lồ, kỳ nhung cỡ lớn xấu xí và kinh tởm, vua sói ma và vô số con nhện chúa. Trong vô số năm qua, cờ chiêu yêu đã không biết hấp thụ được bao nhiêu vong hồn của những con yêu quái lớn, bên trong đó có không ít chiến lược thiên tôn. Giờ đây toàn bộ đã bị ngạo hàn thả ra hết, mây đen chướng khí dày đặc chi chít, ước tính bằng mắt thường lên đến hàng trăm vạn con. Liên minh quỷ yêu có hơn 20 chiến tướng thiên tôn, ngoại trừ âm sơn sát quân thứ 7 và thứ 8 thì toàn bộ đều được thả ra từ trong cờ chiêu yêu. Đây chính là quân bài cuối cùng của nữ oa không ai ngờ rằng bà ta vì muốn truy cùng giết tận ma đạo đã chịu bỏ ra một cái giá đắt đến thế không chỉ như oa lấy quân bài cuối cùng ra quyết chiến âm sơn lão tổ lần này cũng triển khai thủ đoạn của tông sư đời này kiệt tác lớn nhất của ông ta chính là đào tạo ra hai đệ tử chân truyền tinh thông quỷ trận sát quân thứ bảy đã bố vạn quỷ tề khốc âm sát trận sát quân thứ tám đã bố thập bắt luyện mục sung sát trận chỉ cần hai trận pháp lớn này kết hợp lại thì trông đám quần ô của liên minh quỷ yêu cũng không kém cạnh gì oán khí sung thiên ý niệm chết chóc tràn đầy mắt thấy mây đen từ phía bắc càng lúc càng gần, cửu thiên phong chủ, phong thập bát liền bắt đầu niệm sướng nam phong chú, muốn mượn gió nam để thổi tan đám mây đen. Từng câu chú của ngài ấy niệm ra, gió từ phía nam cũng bắt đầu nổi lên. Sườn núi phía nam có hàng ngàn con hẻm núi, giống như một ống sáo, dưới cơn gió thổi từ phía nam hừng hực, phát ra những tiếng hú thê lương ai oán. Đây là trận chiến lớn nhất tại nhân gian trong 3.000 năm qua. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, trong trận chiến này, số lượng tử vong sẽ được ước tính bằng hàng trăm vạn hoàn toàn có thể dự tính đến sau trận chiến này máu tươi sẽ nhuộm đỏ hết cả đồng bằng bạch xuyên nghe được tiếng hú ai oán trong gió tôi liền quay người ra sau nhìn thấy các đệ tử ma đạo ai nấy đều tràn đầy kiên định trong lòng tôi nặng tựa như núi gió càng lúc càng vang kéo theo cờ chiêu hồn trong huyền quan của tôi cũng gào thét theo giọng nói vang như sấm của phong thuật bát vẫn còn văng vẳng bên tai gió nam càng lúc càng mạnh điên cuồng thét gào gió lốc cuốn những tảng đá lên, cảnh tượng hùng vĩ đúng nghĩa như trận chiến khốc liệt. Lúc đầu, gió nhấp nhô trên mặt đất, sau khi quét sạch những đất đá, nó biến thành bão cát và cuốn lên không trung. Cảnh tượng này khiến cho tôi nhớ lại bài thơ của Sầm Tham, Quân Bất Kiến, Tẩu Mã Xuyên Hành Tuyết Hải Biên, Bình Sa Mãng Mãng Hoành Nhập Thiên. Luân đài cửu nguyệt phong giã hống, nhất xuyên toái thạch đại như đấu, tùy phong mãn địa thạch loạn tẩu. Dịch nghĩa, sông tẩu mã chảy bên biển tuyết, cát phẳng minh mông vàng tới chân trời. Ở luân đài tháng 9 gió hú suốt đêm, trong dòng sông, đá bể ra to như những cái đấu. Theo luồng gió đá nằm la liệt khắp nơi, thiên địa phong hành, hãy nghe danh ta, phá. Theo khẩu lệnh của Phong thập bát, ngay khi nói xong từ phá, gió nam liền nổi dậy thổi bay đất đá xoáy thẳng về phía bắc. Bão cát thổi bay mây đen và bầu trời u ám, cát bụi đất đá như cơn mưa rơi thẳng xuống đầu của đại quân Liên Minh Quỷ Yêu. Một số yêu tộc và âm thân cấp thấp vì âm hồn không vững, đã lần lượt phát ra những tiếng gào thảm thiết trong tay ngạo hàn giữ chặt cờ chiêu yêu, đôi mắt âm u nhìn chằm chặp vào doanh trận của ma đạo. Âm sơn lão tổ Trần Dương vẫn chưa hiện thân, lúc này ngạo hàn đã là thống soái chủ chốt của liên minh quỷ yêu, chỉ đợi một tiếng khẩu lệnh, hàng ngàn vạn đại quân quỷ yêu sẽ lập tức xông đến công kích ma đạo. Bên trái vang lên tiếng khóc than của chúng quỷ, tiếng khóc ai oán đế xé lòng. Bên phải chính là tiếng gầm rú gào thét của đám ác quỷ, huyết khí sung thiên. Sự biến dị của hai bên, thay thế cho việc hình thành hai trận pháp vạn quỷ tề khốc âm sát trận và thập bát địa ngục luyện ngục sung sát trận. Chính vào lúc này, ngạo hàn dậm chân khỏi mặt đất, chuyển động trong không trung biến hóa thành cờ chiêu yêu cao mười trượng lấy thần niệm truyền âm, vang dội khắp nơi. Sát quân thứ bảy thứ tám, trái phải tương hợp, vì vinh dự của oa hoàng bệ hạ, giết sạch tất cả đệ tử ma đạo. Giết, vì âm sơn báo thù, vì lão tổ, giết hết toàn thảy đệ tử ma đạo. Tại sao chúng ta phải chiến đấu, bảo vệ và an định nước nhà, diệt trừ gian ác, đạo pháp tự nhiên sẽ chặt đứt tâm ma. Đối mặt với sát khí rời non lật bể đang ập đến, Thùy Họa thích phóng quân uy, sử dụng hồn chi bi thương hướng thẳng về cửu thiên. Đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng, chương 679, khổng tước minh vương 1. Ma đạo và liên minh quỷ yêu đóng quân ở núi Hạ Lan, chiến tuyến rất dài, quân chiều như biển. Khi hai đội quân đụng độ, sát khí phóng thẳng lên trời, thế giới chìm trong sự ảm đạm, thậm chí cả tiếng nổ siêu thanh do lực phá vỡ hư không của thiên tôn tạo ra cũng bị âm thanh giết chóc che phủ. Núi Hạ Lan giống như vực sâu hồng lư ở quy khư, lấy trời đất làm lò, âm dương làm than, vạn vật làm bùn. Đối với các chiến tướng thiên tôn của liên minh quỷ yêu mà nói, những mũi tên nguyệt thần của A Lê rất khó chịu. Cuộc chiến bắt đầu chưa đầy một nén hương, một vị tướng vong hồn đại yêu bích nhãn minh hổ cấp thiên tôn bất cẩn đã bị A Lê bắn xuyên tim, tiếp đó lại bị khổng tước minh vương đuổi theo và tiêu diệt thành cho bụi. Bích nhãn minh hổ là vị tướng thiên tôn đầu tiên ngã xuống tại núi Hạ Lan. Chẳng mấy chốc, vị chiến tướng cấp thiên tôn thứ hai đại yêu dạ yểm cũng mất trong tay của khổng tước minh vương. Cái chết của hai vị chiến tướng thiên tôn đã tổn hại nghiêm trọng đến nguyện khí của liên minh quỷ yêu, nhưng đồng thời cũng khiến họ bắt đầu bình tĩnh đối mặt với cuộc chiến này. Số lượng người chết tăng lên nhanh chóng, có ma đạo, nhưng phần nhiều đến từ liên minh quỷ yêu. Lực uy hiếp của A, -A Lê quá mạnh, chỉ cần có một chiến tướng hàng đầu của bên quỷ yêu muốn xông vào nội địa ma đạo, sẽ lập tức cảm nhận được uy lực liên hoàn tiến của A Ngoài ra, A cứ cách một khoảng thời gian lại phóng một quỹ đạo nguyệt thần về hướng của đại quân liên minh quỷ yêu. Sức mạnh hủy diệt của quỹ đạo nguyệt thần bộc phát mỗi lần như vậy có thể cướp đi từ hàng ngàn đến hàng vạn tính mạng. Trong trận chiến này, A Lê và Cửu Thiên Phong Chủ, Phong Thập Bát Ngự chỉ cả vùng trời, hai người một tấn công một phòng thủ, từ trên không khóa chặt chiến cục ở mọi hướng. Mà trên mặt đất, hai vị sát thần cùng nắm tay tiến vào trạng thái xuất thần chỉ có chém giết đao quang và kiếm quang cứ thế giao nhau, tựa như là đang ném một luồng huyết sắc đỏ tím chói lóa vào trong trận hình đen đặc một màu của liên minh quỷ yêu. Mãi cho đến khi vị sát quân thứ bảy liên tục biến hóa đại trận vạn quỷ tề khốc, nhốt hai đại sát thần trong trận hình, họ mới dừng được cuộc tàn sát điên cuồng của hai đại sát thần trong trận chiến trên núi Hạ Lan. Trước khi hai vị sát thần vào trận, tổng cộng đã có hơn 20 vạn người đại quân quỷ yêu bỏ mạng trong tay họ. Sau khi vào trận, tốc độ giết chóc của hai sát thần dần chậm lại, đồng thời áp lực phải chịu cũng ngày càng lớn, phong thập bát đã đã ra tay hỗ trợ họ mấy lần, nhưng cũng không giúp được hai sát thần thoát thân, chỉ có thể dương mắt nhìn họ lún ngày một sâu hơn. Huyễn ảnh thiên tôn kiêm hà, lần nữa giành vinh quang trong trận chiến này. Trong 10 năm ma đạo ẩn vào quy khư, với sự giúp đỡ của tuyết dương, đã tạo ra một bộ kiếm trận tam tài tứ tượng đoạt sát cho 12 huyễn ảnh trong gương. Kiếm trận tam tài tứ tượng đoạt sát không chỉ có sức hủy diệt lớn hơn nhiều so với việc phân tán đơn thể công kích, mà còn cải thiện đáng kể khả năng sống sót của viễn ảnh, trận hình thiên biến vạn hóa, không dễ bị phá vỡ. Không chỉ như vậy, kiếm hà còn có thể sử dụng sự ổn định của kiếm trận để tạo ra một kiếm hải nhỏ. Kiếm hải hình thành bất cứ lúc nào, bộc phát bất cứ lúc nào, mỗi lần bộc phát đều sẽ tạo thành hàng vạn thương vong cho đại quân quỷ yêu. Theo lời bình luận của đạo tàng hậu thế, huyễn ảnh thiên tôn kiêm hà, sở hữu sức mạnh hủy diệt toàn diện nhất trong ma đạo. Sinh tồn, mê hoặc, ổn định, phạm vi, bùng nổ, mục tiêu đơn lẻ, tốc độ, tấn công, phòng thủ và hơn thế nữa, còn có vẻ đẹp tuyệt vời. Nếu nói rằng đạo chiến thần của cửu thiên huyền nữ, biến trận chiến giữa hai đội quân thành một nghệ thuật chiến tranh, thì huyễn ma thiên tôn Kiêm Hà đã biến sự hủy diệt chết chóc thành một nghệ thuật đồ sát. So với Kiêm Hà, cách giết người của Thùy Họa luôn khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng. Thế nào là tử thần, nếu không thể để lại ám ảnh tăm tối trong lòng người khác, thì vĩnh viễn không xứng với danh hiệu tử thần. Lợi nhận sát lục sinh mệnh, Lực lượng trọng thương hồn linh. Trong trận đại chiến này, Thùy Hỏa không sử dụng sự bạo phát hồn năng với lực hủy diệt cực đại, bởi vì cô ấy là linh hồn của Tam quân Ma đạo. Vai trò lớn nhất của cô không phải là sát phạt, mà là để cho các đệ tử Ma đạo của tôi bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy sự tồn tại của cô trong lần danh hủy diệt cùng tử vong. Phá quân không đổ, Ma đạo không bại, cũng chính vì điều này mà Thùy Hỏa phải gánh chịu đòn đả kích hủy diệt tàn nhẫn nhất. Từ lúc bắt đầu đến nay, đã có không ít chiến tướng cấp thiên tôn phát động tập kích trí mạng vào Thùy Hỏa. Chiến giáp truyền thuyết về người bất tử, đã chứng minh cho Tam giới thấy ý nghĩa thật sự của sự bất tử. Cổ địa núi Hạ Lan không thiếu hồn năng, chỉ cần hồn năng không đứt đoạn, thương thế mà Thùy Hỏa phải chịu có thể hồi phục trong nháy mắt, trừ khi tổn thương đến từ thần hồn. Tôi cũng như Thùy Hỏa, cũng chiến đấu trong phần giữa của quân đội. Kiếm hải đầu tiên đã lấy đi mạng của hàng vạn quỷ yêu sau đó tôi dùng ngự long quyết một hơi triệu hồi cả sáu kiếm khí cự long ra phi long tại thiên lợi kiến đại nhân chiến long vô giã kỳ huyết huyền hoàng kháng long vô hối thuần dương toàn thịnh vốn là ma kiếm ngự long quyết sau khi lĩnh ngộ được ý nghĩa thâm sâu của quỷ kiếm tôi phát hiện kiếm khí cự long cũng đồng thời chịu ảnh hưởng ý nghĩa sâu xa của quỷ kiếm khi điên cuồng phóng thích kiếm khí cự long sở hữu một thân pháp ma quái sức mạnh hủy diệt và khả năng sống sót đều được cải thiện đáng kể, thậm chí thời gian tồn tại cũng được kéo dài hơn rất nhiều. chương 680, Khổng Tước Minh Vương 2 Vì vậy, tôi không còn sử dụng ma kiếm ngự long quyết để gọi nó, chỉ gọi là ngự long quyết. Muốn để kiếm khí cự long theo tôi vĩnh viễn, thì cần phải nắm vững thuật làm kiên cố kiếm khí, sau đó dung hợp với thần niệm mới có thể làm được. Khi đó, sáu con rồng biến lớn nhỏ tùy ý, tung hoành khắp thiên hạ, phong lưu làm sao? Thật đáng tiếc, tôi không có được cơ duyên với thần kiếm phù văn liên quan đến thần kiếm trên thanh anh hùng kiếm không đủ để mở cánh cửa của con đường dẫn đến đạo thần kiếm cho tôi tôi vẫn cứ trần trừ không chứng thiên tôn trong một thời gian dài viên mãn đạo thất sát chính là muốn đợi cơ duyên thần kiếm đến lực chiến đạo tổ của ma đạo chỉ có nguyên phượng tổ sư hi hòa mà trong một thời gian dài ở tương lai cô ấy không thể tham chiến thiên tôn Thiên tôn mạnh nhất và thậm chí là đỉnh cao thiên tôn cũng không đủ để mang lại sự thay đổi về chất trong sức chiến đấu cấp cao của ma đạo. Chỉ có đạo tổ mới có thể mang lại cải biến tăng lên về chất, có năng lực uy hiếp tam giới, giống như yên tháp với nhân tộc vậy. Không giết thì không thể ngừng giết. Lúc này tôi thúc giục tâm ma của mình, pháp tắc thất sát đang bấu víu vào tia cuối cùng của sự viên mãn, phối hợp với ý nghĩa sâu xa của ma kiếm, ý nghĩa sâu xa của quỷ kiếm cùng với kiếm khí tung hoành khắp nơi này. Nửa thanh anh hùng kiếm có khả năng lấy mạng anh hùng khắp thiên hạ. Mặc dù vẫn không thể đạt tới kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, khí phách kiếm quang có thể lạnh 19 châu như Ma đạo tổ sư, nhưng nó đủ để trở thành nguồn gốc của sự hủy diệt ở cổ địa núi Hạ Lan. Tôi là Ma đạo tổ sư, nên đồng thời khi tôi tạo ra sát niệm vô biên, cũng thu lại sát khí vô vàn tụ trên người. A à, Lê không còn cần sự bảo vệ của Ngạo Phong nữa, bây giờ Ngạo Phong hiển hóa thành tổ long bay lơ lửng trên đầu tôi, một khi có sức mạnh thiên tôn tấn công tôi, Ngạo Phong sẽ chủ động tấn công, sử dụng tiếng gầm của rồng để hóa giải sát khí rồi lại sử dụng cơ thể của Tổ Long để giúp tôi chặn lại đòn đánh đột ngột. Khi Ngạo Phong xuất trận, thường sẽ song hành cùng với Nguyệt Thần chi tiến của A Lê. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Phong chủ, Phong Thập Bát cũng khóa chặt chủ thần niệm trên người tôi. Trận chiến ở cổ địa núi Hạ Lan là trận chiến đầu tiên của Lưu Phong Sương sau khi chứng Thiên Tôn. Danh tiếng của Lưu Phong Thiên Tôn lần nữa tái hiện trên nhân gian, cô ấy là niềm tự hào của Hồ tộc Thanh Khâu cũng là niềm tự hào của yêu tộc Ma đạo tôi. Có thể cô ấy không có nghệ thuật giết người hay sự mị hoặc, tinh tế như Kiêm Hà, cũng không có sát tính nhập cốt như Ngân Hồ Bạch Vô Nhai, cũng không có nặng nề và dũng cảm như Thủy Họa, nhưng cô ấy có cách thức riêng của mình, đảm đương chức danh chỉ huy của đại quân yêu tộc. Cứng rắn, bình tĩnh, không bao giờ tuyệt vọng, không bao giờ bỏ cuộc. Là một chỉ huy thiên bẩm, xứng danh Lưu Phong Thiên Tôn năm đó. Bắc Minh Tú, chỉ huy của đại quân vong hồn Ma đạo, chủ nhân của Long Hồn Hạo Kỳ người tu hành quỷ kiếm đại thành, người kế thừa của kinh người chết. Ám ảnh du hiệp, Bắc Minh Tú lãnh đạo một đại quân gồm 70 vạn vong hồn và tứ đại hồn thú lực chiến cấp thiên tôn ở biển Bắc Minh dưới trướng, trở thành sự tồn tại tam tối cùng mạnh mẽ nhất trong đại quân ma đạo. Quỷ khí khắp trốn, tử ý tràn đầy. Đối mặt với Bắc Minh Tú là trận xung sát 18 tầng địa ngục do vị sát thần thứ năm của Liên minh Quỷ yêu bố trí. Trận hình này tà ác và tàn bạo vô cùng, 18 chủng loại quân đoàn ác quỷ khác nhau tấn công tới lui, có lúc toàn quân cùng tiến lên, có khi chỉ có một người. Sự vĩ đại của Bắc Minh Tú nằm ở chỗ, ông ta dám một mình một kiếm xông vào trận xung sát 18 tầng địa ngục. Quỷ kiếm u u, tương tự bóng dáng của Bắc Minh Tú cũng khó nắm bắt và định vị. Kiếm khí của quỷ kiếm không ngông cuồng phóng túng như ma kiếm, mà sẽ càng xảo quyệt và hung ác hơn. Một kiếm diệt hồn, thân tử đạo tiêu, Bắc Minh Tú bước vào trận chiến, điên cuồng giải phóng kiếm khí tứ đại hồn thú biển bắc minh với lực chiến thiên tôn lần lượt thống lĩnh bốn nhánh đại quân phong lâm hỏa sơn đối đầu cùng với đại quân liên minh quỷ yêu sức mạnh cưỡng chế thần niệm của tứ đại hồn thú cũng có thể ngăn cản bách quỷ sự tàn ác của chúng không thể tưởng tượng được chỉ đại yêu cấp độ thiên tôn trong cờ chiêu yêu mới có thể chống lại được tuy nhiên đại yêu mặc dù chiến lược mạnh mẽ nhưng lại không có thú thân to lớn khổng lồ như hồn thú biển bắc minh tứ đại hồn thú biển bắc minh giống như một ngọn núi di động vậy trong khu vực của đại quân quỷ yêu mà nghiền nát, hủy diệt. May mắn thay, cổ địa núi Hạ Lan đủ rộng, mới chứa nổi sự giết chóc mang tính sử thi như vậy. Sự tồn tại sáng chói và rực rỡ nhất trong ma đạo là khổng tước minh vương. Không giống như những chiến tướng khác của ma đạo, với tư cách là sức chiến đấu số một dưới chướng hy hòa của ma đạo, minh vương khổng tước không có chiến tích tiêu diệt, mục tiêu của ông ta là lực chiến thiên tôn trong liên minh quỷ yêu. Hai chiến tướng thiên tôn đầu tiên đã ngã xuống, cả bích nhãn minh hổ và dạ Yểm đều chết trong tay của khổng tước minh vương. Khổng tước minh vương là đỉnh cao thiên tôn, ông ta chỉ cách đạo tổ một tấm màn mỏng. Bên này, chiến tướng thiên tôn trong liên minh quỷ yêu không ai có thể đối đầu trực diện với ông ta, chỉ có thể liên thủ chiến đấu. Lúc này, khổng minh vương cùng với tiếu ca, hai vợ chồng đang bị sáu vị chiến tướng thiên tôn quỷ yêu vây công, mà ở giữa liên minh quỷ yêu, ngạo hàn, người cầm cờ chiêu yêu, đứng yên bất động, cũng đem ánh mắt khóa chặt trên người của khổng tước minh vương ngạo hàn vẫn chưa ra tay là đang đợi đối thủ của mình xuất hiện ma đạo bây giờ oai phong lẫm liệt đang từng chút một khuếch đại ưu thế đối với ngạo hàn mà nói tử thần và tôi không dễ giết như vậy ngoại trừ chúng tôi ra giết chết thiên tôn đỉnh cao là khổng tước minh vương sẽ là lựa chọn tốt nhất để đánh vào nhuệ khí ma đạo